Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 69. Bắc thần gia tộc, nghe nói như thế, Tiêu Phàm không còn lời gì để nói, chẳng lẽ sử dụng hồn văn chi thuật thì nhất định phải là người Bắc thần gia tộc sao? Nhưng mà ngoài mặt hắn lại cực kỳ bình tĩnh, để bọn họ hiểu lầm cũng tốt, từ trong giọng nói của điện chủ chiến thần điện, Tiêu Phàm nghe ra điện chủ chiến thần điện có chút kiêng kỵ với Bắc thần gia tộc. Chỉ là hắn cùng Bắc thần gia tộc căn bản không có quá nhiều quan hệ, nhiều nhất cũng chỉ là lão sư của hắn Bắc lão là người của Bắc thần gia tộc mà thôi. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi gia nhập chiến thần điện, bản điện chủ sẽ để ngươi đảm nhiệm chức chiến thần điện đại trưởng lão, cũng giúp ngươi đột phá chiến thần cảnh, thế nào? Điện chủ chiến thần điện trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Không nói đến đại trưởng lão chiến thần điện, đột phá chiến thần cảnh chính là mơ ước tha thiết của bọn họ, mà hiện tại, điện chủ chiến thần điện lại đem những thứ này đều hứa sẽ cho một người. Trong vòng ngàn năm nay, còn chưa bao giờ có người đột phá chiến thần cảnh, cũng chỉ có người ở chiến thần điện mới có dũng khí nói lời này, hứa hẹn giúp một người đột phá chiến thần cảnh. Nếu như Tiêu Phàm thực sự đáp ứng, có lẽ sẽ trở thành người đầu tiên đột phá chiến thần cảnh trong ngàn năm nay. Rất nhiều người giống như nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm quỳ gối trước mặt điện chủ chiến thần điện, khẩn cầu điện chủ. Không có hứng thú. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Để cho ta đột phá chiến thần cảnh, sau đó khống chế ta sao? Tiêu Phàm nếu như đã biết rõ, sao có thể đồng ý chứ? Trong mắt người khác, đây là chuyện vô cùng tốt, nhưng Tiêu Phàm lại không cho là như vậy. Điện chủ chiến thần điện nhìn bên ngoài thì không âm hiểm, nhưng Tiêu Phàm lại rất rõ ràng, người này chính là phản đồ nhiều tội nghiệt nhất của chiến hồn đại lục. Người trẻ tuổi, người thật sự không biết tốt xấu, điện chủ đại nhân ban ân cho ngươi là phúc phận của ngươi. Vậy mà ngươi lại cực tuyệt. Lần này người mở miệng nói chuyện là một kim giáp lão giả, vẻ mặt tức giận nhìn Tiêu Phàm. Hắn chờ đợi cơ hội này rất lâu, dù hắn tuyệt đối trung thành làm việc vì chiến thần điện, nhưng mà mấy trăm năm nay đều không đến lượt hắn. Mà Tiêu Phàm lần đầu tiên gặp điện chủ chiến thần điện liền được hứa hẹn điều tốt đẹp như vậy, lại còn cự tuyệt, điều này sao có thể khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu được. Muốn đột phá chiến thần cảnh ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình, không phải nhờ ai bố thí. Tiêu Phàm hiên ngang nói. Chỉ bằng thực lực của bản thân ngươi cũng muốn đột phá chiến thần cảnh. Kim giáp lão giả khịt mũi coi thường, trong lòng cực kỳ khinh thường, hơn ngàn năm này, chưa ai thành công, ngươi cho rằng ngươi là ai. Chiến hồn đại lục cho tới bây giờ đều không thiếu thiên tài, những người có thể đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, ai không có tư thái thần thánh chứ, đáng tiếc. Bọn họ đã bỏ lỡ mất gian đoạn tốt nhất. Cái thế giới này thần linh chi khí khuyết thiếu, cho dù ngươi có thể lĩnh ngộ áo nghĩa thì thế nào chứ? Nhưng Tiêu Phàm lại rất rõ ràng, nếu không bao lâu, thần linh chi khí sẽ không ngừng từ cổ tinh đạo vọt tới, đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu như ngay cả chiến thần cảnh cũng không thể đột phá được, sao có thể quyết đấu với chiến thần điện? Sao có thể thu phục chiến hồn đại lục được? Sao có thể mang theo chiến hồn đại lục giết ra ngoài thương khung? Huống chi, chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa, cho dù không có thần linh chi khí, trên người Tiêu Phàm còn có 2 vạn viên thần thạch, đột phá chiến thần cảnh hẳn là đủ dùng. Thậm chí, đột phá chiến thần cảnh cũng không phải mục tiêu cuối cùng của Tiêu Phàm, hắn sớm đã hướng đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, muốn đột phá chiến thần cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Vấn đề lớn nhất của Tiêu Phàm bây giờ không phải lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng không phải thần linh chi khí, mà là hoàn thiện thập trọng vô tận chiến quyết. Hoàn thiện vô tận chiến quyết đệ thập trọng, mức độ khó khăn không hề kém lĩnh ngộ áo nghĩa. Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, bên trong lời nói lộ ra sự tự tin. Sự tự tin này, khiến tất cả mọi người đều có chút rung động, sắc mặt kim giáp lão giả âm trầm. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chí ít hắn không có sự tự tin như vậy. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, nhưng chiến hồn đại lục cho tới bây giờ không hề thiếu thiên tài, bao nhiêu người bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, đáng tiếc. Điện chủ chiến thần điện thản nhiên nói, sau đó phất phất tay. Giết, kim giáp lão giả thấy thế, trong nháy mắt nhào về phía Tiêu Phàm, ngoài ra còn có 10 hắc y nhân cũng đồng thời lao ra, 11 chiến thánh cường giả đồng thời ra trận. Chỉ bằng khí thế, chấn động đến mức không khí cũng thay đổi,
khuôn mặt Tiêu Phàm trở nên có chút vặn vẹo, dưới áp lực vô cùng lớn kia, Tiêu Phàm cũng có chút không chịu nổi. Hắn đã được xem như là thiên tài cấp độ yêu nghiệt, nhưng những người này, ai không phải là thiên tài đây, huống chi họ, bọn họ đều cao hơn Tiêu Phàm một cái tiểu cảnh giới. Đối với đa số người, tiểu cảnh giới này không thể nào bù đắp nổi. Trong mắt Chiến Hoàng Thiên tinh quang lập lòe, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cây cao chịu gió lớn, người đúng là rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể phản kháng Chiến Thần Điện. Giết! Tiêu Phàm lại không hề sợ hãi, cho dù là chết, cũng phải giết cho đã, đồ thần đao chém ra một đao, đao mang đáng sợ xé rách không khí, chống lại cỗ áp lực kia. 11 người ở đối diện cười lạnh, một chiến thánh cảnh hậu kỳ, đối chiến 11 chiến thánh đỉnh phong, không phải lấy trứng chọi đá thì là cái gì chứ? Oanh ầm tiếng va chạm lớn truyền ra, không gian cuồng bạo loạn lưu bay vụt, đao quang kiếm ảnh đáng sợ, sức mạnh lĩnh vực chôn vùi Tiêu Phàm. Người Chiến Thần Điện cười lạnh, đây chính là kết quả của việc đối địch với Chiến Thần Điện, đoán chừng cuối cùng đến thi cốt cũng không còn. Người vẫn không nên quá cuồng vọng thì hơn, phải biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chiến Thần Điện vạn năm đứng sừng sững không ngã, thật sự cho rằng một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ nho nhỏ, liền có thể đạp lên Chiến Thần Điện sao? Cực kỳ buồn cười, điện chủ đại nhân nói đúng, mỗi thời đại đều không thiếu thiên tài. Kiếm Hồng Trần xem như là một trong những thiên tài tương đối vang danh mà thôi, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Vốn cho là lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt, bây giờ xem ra, trong thế hệ trẻ tuổi vẫn là thiên hạ của thần tử, không có người nào dám cùng thần tử tranh phong. Tu sĩ Chiến Thần Điện châm chọc khiêu khích, trước đó lúc bọn Tiêu Phàm còn chiếm ưu thế, bọn họ ai dám mở miệng nói ra như vậy chứ? Mà bây giờ, mỗi người đều hận không thể đi lên dẫm Tiêu Phàm một cước. Một lúc sau, một đạo thân ảnh từ trên không trung rơi xuống, máu me đầy người, y phục rách nát, gần như không có chỗ nào hoàn hảo. Vậy mà không chết, đám người kinh ngạc nhìn thân ảnh kia không phải người khác mà chính là Tiêu Phàm. Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm vết thương chồng chất, gần như không còn sức đánh trả, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, thần sắc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Người trẻ tuổi, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy. Kết cục của việc đắc tội Chiến Thần Điện, tử vong có lẽ là thứ ngươi đang chờ mong nhất. Kim Giáp lão giả cười lạnh, đi từng bước một về phía Tiêu Phàm, sát khí lộ ra. Điện chủ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Chiến Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng nói, giết hắn dễ dàng như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Sao không giữ hắn lại, tra tấn một phen, cũng vừa hay để thế nhân hiểu rõ kết cục của việc đắc tội Chiến Thần Điện. Thần tử nói đúng. Cứ như vậy giết hắn, cũng quá tiện nghi hắn rồi. Kim Giáp lão giả dừng lại, cười lạnh nói. Chuẩn, Chiến Thần Điện điện chủ trầm ngâm một lúc, nói ra một câu, trong lòng lại nói ra, nếu như có thể đem hắn luyện thành khôi lỗi, có lẽ cũng không tệ. Rõ, điện chủ, ta bây giờ lập tức phong bế tu vi của hắn. Kim Giáp lão giả trên mặt hiện lên tiếu dung, lách mình liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Bắn vào bên trong thân thể Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nằm tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân vết thương chồng chất, lại bị Kim Giáp lão giả phong ấn tu vi, chờ đợi hắn gần như chỉ có tử vong. Nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút may mắn, u linh chiến hồn trong thân thể hắn sau khi Kim Giáp lão giả làm như vậy, cũng không còn sao động như trước nữa, hơn nữa, Kim Giáp lão giả có vẻ cũng không phát hiện ra bí mật trong thân thể hắn. Giờ phút này bị phong ấn tu vi, nếu như Kim Giáp lão giả có ý điều tra, nhất định sẽ phát hiện Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Điện chủ, thuộc hạ đã phong ấn hắn, xử trí như thế nào? Kim Giáp lão giả vẻ mặt nịnh nọt nhìn Điện Chủ Chiến Thần Điện nói. Nhốt vào thiên lao, Chiến Thần Điện Điện Chủ lạnh lùng nói, cũng chẳng để trong lòng sự sống chết của Tiêu Phàm. Rõ, Kim Giáp lão giả đưa tay nhấc Tiêu Phàm lên, liền biến mất tại chỗ. Bọn họ không biết là, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một vòng cung quỷ dị, giống như âm mưu đạt được vậy. Chiến Hoàng Thiên nhìn phương hướng Kim Giáp lão giả rời đi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không yên, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hoàng Thiên! Đột nhiên, Chiến Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói. Điện Chủ! Chiến Hoàng Thiên vội vàng cung kính thi lễ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chiến Thần Điện Điện Chủ,
nhưng trong đáy mắt hắn lại lóe lên sự nham hiểm. 3 tháng sau, người đi thần kiếp chi địa, chiến hồn đại lục đã không còn bất cứ nơi nào có thể giúp ngươi tu luyện. Chiến thần điện điện chủ mở miệng nói, chỉ có ở đó, ngươi mới có thể không ngừng trưởng thành, bản điện chủ chờ ngươi đột phá chiến thần cảnh. Rõ, điện chủ. Chiến hoàng thiên không dám phản bác, từ đầu đến cuối cúi đầu, tận đến lúc điện chủ chiến thần điện biến mất, hắn mới đứng thẳng thân thể. Ánh mắt hắn nhìn về hướng chiến thần điện, tóc dài bay bay trong gió, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở một chỗ khác, Tiêu Phàm bị kim giáp lão giả mang đi, xuyên qua quảng trường thiên thần phong đỉnh chiến thần điện, sau đó lại đi qua từng tòa cung điện. Cũng không biết đi bao lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thủ vệ 4 phía canh phòng nghiêm ngặt, 3 bước 1 người, 5 bước 1 trạm canh gác, dù là thủ vệ chiến thần điện cũng không nghiêm ngặt như vậy. Xem ra nơi này có bí mật lớn, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc hiện tại hồn lực bị phong, hai mắt bị mù, hắn căn bản không biết bố trí 4 phía thế nào. Sau một lát, kim giáp lão giả đi tới một tòa đại điện đen kịt, cánh cửa đại điện giống như một đầu hồng hoang hung thú, mở lớn miệng, giữ tợn thị uy với người đến. Một cỗ hung lệ chi khí cực kỳ lăng lệ từ bên trong cánh cửa đại điện tràn ra, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của nơi này. Oán khí, sát khí, khí thế hung ác tổ hợp lại cùng một chỗ, khiến nơi này trở thành một nơi cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ nơi này chính là Thiên Lao Chiến Thần Điện sao? Trong lòng Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nhị trưởng lão, đây là... Đột nhiên, một giọng nói vang lên, hai cỗ khí tức cường đại ngăn trước người kim giáp lão giả. Kim giáp lão giả chính là nhị trưởng lão Chiến Thần Điện, địa vị ở Chiến Thần Điện còn hơn Kỳ Hiểu. Điện chủ bảo ta đưa tên ác đồ này vào Thiên Lao, ta vứt hắn vào liền đi. Kim giáp lão giả nói ra. Rõ, mời nhị trưởng lão. Một thủ vệ trong đó mở miệng nói, với thân phận hiện nay của kim giáp lão giả, đi vào Thiên Lao cũng không cần lời phân phó gì. Đương nhiên, đối với một vài nhà tù đặc biệt, dù là kim giáp lão giả cũng chưa chắc có thể đi vào. Kim giáp lão giả gật đầu, liền mang Tiêu Phàm đi vào trong đại điện. Dù Tiêu Phàm không nhìn thấy cảnh sắc xung quanh nhưng lúc kim giáp lão giả mang hắn vào trong đại điện, hắn vẫn cảm nhận được một cỗ lạnh ý thấu xương. Thân thể hắn không tự giác run rẩy, cỗ lạnh ý này, dù là chiến đế cảnh cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, huống chi Tiêu Phàm bị phong ấn tu vi, còn không bằng một người bình thường. May mắn là, thân thể Tiêu Phàm lại như cửu phẩm hồn binh, giá lạnh đó khiến hắn khó mà chịu nổi, nhưng không đến mức đả thương được căn cơ của hắn. Sau khi đi vào cửa đại điện đen kịt, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, kim giáp lão giả xuyên qua liên tục 9 cánh cửa có thủ vệ, sau đó dọc theo từng tầng cầu thang đi xuống dưới. Thủ vệ Thiên Lao này đúng là nghiêm ngặt, lần này mình không phải chơi lớn rồi chứ. Trong lòng Tiêu Phàm âm trầm, đừng nói chiến thánh cảnh, cho dù là chiến thần cũng chưa chắc có thể xông ra ngoài. Người trẻ tuổi, người rất vinh hạnh, chiến thần điện Thiên Lao đã có một thời gian lâu chưa giam giữ người. Kim giáp lão giả cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, không đúng, phải nói là đã mấy ngàn năm chưa từng giam giữ tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ, người biết Thiên Lao còn gọi là gì không? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, dù là trong lòng hắn chấn động, nhưng lại không muốn để cho kim giáp lão giả nhìn thấy. Chỗ này còn gọi là thần ngục. Trước kia đều là dùng để giam giữ chiến thần cảnh, bây giờ có phải ngươi đang nghĩ, bản thân xem như rất vinh hạnh hay không? Nói thật, thần ngục dùng để giam giữ ngươi, xem như là coi trọng ngươi rồi. Kim giáp lão giả cười lạnh liên tục, giống như đang phát tiết phiền muộn trong lòng. Ngừng lại, tiếp tục nói, thực sự không hiểu ngươi mạnh ở chỗ nào mà khiến điện chủ đại nhân coi trọng ngươi như thế, hứa hẹn để ngươi trở thành đại trưởng lão chiến thần điện. Còn cam đoan giúp ngươi đột phá chiến thần cảnh, ngay cả ta và đại trưởng lão đều không có loại đãi ngộ này. Nếu để cho đại trưởng lão biết được việc này, đoán chừng ngươi sẽ chịu không ít đau khổ da thịt. Quên nói cho ngươi biết, chủ nhân thần ngục chính là đại trưởng lão, ta nghĩ đại trưởng lão rất tình nguyện tra tấn ngươi. Nói tiếp, kim giáp lão giả liền cười rộ lên, giống như nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm bị tra tấn vậy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc. Trong lòng hắn nhắc nhở bản thân một cái, kim giáp lão giả và đại trưởng lão chiến thần điện đều sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn phải nghĩ biện pháp mới được. U linh chiến hồn cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, xem ra,
thứ có liên quan đến U Linh chiến hồn ở ngay trong thiên lao, một chút thống khổ thì tính là gì, chỉ cần không uy hiếp tính mạng của mình, mặc kệ bọn chúng xử lý. Trong lòng Tiêu Phàm tự an ủi bản thân. Hắn cảm giác, cách bí mật U Linh chiến hồn càng ngày càng gần, loại cảm giác triệu hồi như đang ở phía trước. Két một loại tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó kéo rất dài, Tiêu Phàm biết rõ, đây là tiếng cửa sắt mở ra, từ tiếng vang đó có thể phán đoán, cửa sắt này không hề nhỏ. Tiêu Phàm đem những chi tiết này đều in sâu vào trong đầu, muốn ra khỏi thiên lao, không phải chỉ cần dựa vào thực lực, còn phải dựa vào những chi tiết này. Bởi vì chỉ có dựa vào những chi tiết này, mới có thể tìm ra con đường chính xác rời khỏi thiên lao, chỗ hắn đang đứng bây giờ là một chỗ đất bằng, trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt cùng mục nát. 9 cái cửa sắt, quả nhiên không hổ là thần ngục. Trong lòng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, đột nhiên, tiếng nói ồn ào vang lên. Thả ta ra ngoài, đám thối tha các ngươi, đồ khốn khiếp lừa mình dối người, các ngươi không xứng là người chiến hồn đại lục. Đợi ta được nhìn thấy mặt trời lần nữa, nhất định sẽ nhấn chìm chiến thần điện bằng máu tươi. Chiến luân hồi, ngươi là đồ xúc sinh đáng bị thiên đao vạn quả. Giọng nói giống như xuyên qua thời không truyền đến vậy, lộ ra sự tức giận cùng sát ý vô tận, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí thế lúc có lúc không, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Người bị nhốt ở chỗ này không phải đều là chiến thần cảnh à, sao lại không hề có chút khí thế của cường giả chứ, cái khí thế như có như không kia, còn không bằng bản thân hắn. Chẳng lẽ những người này đều bị phong ấn tu vi, hoặc là đã bị phế bỏ tu vi? Tiêu Phàm nghĩ không ra, hắn càng thêm tò mò về cái thiên lao này, rốt cuộc nơi này giam giữ những người nào. Tiêu Phàm có thể khẳng định một điều là, người ở đây đều là kẻ thù của chiến thần điện. Kẻ thù của kẻ thù, có lẽ có thể làm bạn. Nhị trưởng lão, sao ông lại tới đây? Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, một trận gió thổi qua, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc giọng nói kia vang lên, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn, khí tức phát ra từ trên người ông ta không kém hơn bao nhiêu so với điện chủ chiến thần điện. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Trong lòng Tiêu Phàm nháy mắt trầm xuống, thực lực của người vừa tới, tuyệt đối không yếu hơn đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện bao nhiêu, đoán chừng cũng là vô địch chiến thánh. Chỉ là, Tiêu Phàm không nhìn thấy mặt, đó là một lão già hạc phát đồng nhan, một bộ áo bào màu xám lộ ra sự gọn gàng, còn người thâm thúy sắc bén. Mũi cao thẳng, trán hơi hơi nhô lên, lông mày màu xám trắng, dáng người thẳng tắp, nếu như không phải trên người ông lộ ra huyết khí sắp cạn. Người bình thường sẽ không nhìn ra ông đã gần đất xa trời. Đại trưởng lão, người này xâm phạm chiến thần điện, điện chủ đại nhân tự mình bắt lấy, để cho ta đưa tới nơi này. Nhị trưởng lão nhìn Tiêu Phàm một cái, sát khí không thèm mảy may che giấu. A, đại trưởng lão trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn rất rõ ràng thực lực của điện chủ chiến thần điện, người này nhìn qua cũng chỉ tầm 20 tuổi, vậy mà khiến điện chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Vậy thực lực của hắn, chẳng phải là rất cường đại hay sao? Nhị trưởng lão thu liễm sát ý, cười nhạt một cái nói, đại trưởng lão cũng không cần lo lắng, người này không coi ai ra gì, điện chủ đại nhân hứa hẹn cho hắn làm đại trưởng lão chiến thần điện, cũng cam đoan giúp hắn đột phá chiến thần cảnh, vậy mà hắn lại cự tuyệt, người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm của đại trưởng lão có chút thay đổi, nhưng cũng không phải là sát ý, mà là ánh mắt kinh ngạc. Phải biết, hắn vì chiến thần điện tận tâm tận lực mấy trăm năm, mới có được vị trí này, thậm chí dù vậy cũng chưa từng được điện chủ chiến thần điện cam đoan cho bất cứ điều gì. Mà Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, lại khiến chiến thần điện điện chủ coi trọng như thế, tiềm lực của hắn chẳng phải là vô cùng cường đại sao? Không thể không nói, đại trưởng lão cũng là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, ánh mắt kinh ngạc kia rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sát ý đạm mạc. Tiêu Phàm thầm mắng. Nhị trưởng lão quả thực không phải thứ tốt đẹp gì, vậy mà muốn mượn tay đại trưởng lão tra tấn hắn. Hắn rất muốn nói cho đại trưởng lão, cái vị trí kia của ngươi cũng không phải ta muốn, đây chẳng qua là mong muốn đơn phương của điện chủ chiến thần điện mà thôi, ta cũng không muốn tranh cái gì với ngươi. Thế nhưng, hắn lại phát hiện bản thân đột nhiên nói không ra lời, yết hầu bị một sức mạnh to lớn ép chặt, giống như đang bị một bàn tay bóp chặt vậy. Đại trưởng lão! Người ta đã đưa đến, vậy ta đi trước,
ta tin tưởng đại trưởng lão sẽ khiến cho điện chủ đại nhân hài lòng. Nhị trưởng lão cười cười, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm nằm trên mặt đất, dứt khoát giả chết, dù sao đại trưởng lão nhiều nhất cũng chỉ tra tấn hắn một chút, còn chưa dám giết hắn. Dù sao, bản thân cũng là người điện chủ chiến thần điện tự mình mở miệng vứt vào thiên lao, nếu như chết, đại trưởng lão sẽ khó mà ăn nói. Thực không biết ngươi có cái gì mà khiến điện chủ đánh giá cao như vậy, nhưng mà nếu đã đến nơi này, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Đại trưởng lão đạm mạc nói. Đưa tay vung lên, một sức mạnh nâng Tiêu Phàm lên đi về phía trước, lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực rót vào trong thân thể hắn. Tiêu Phàm vội vàng nín thở ngưng thần, phòng ngừa việc tiểu thiên địa bị phát hiện, về phần hồn giới trên người hắn, hắn sớm đã ném vào bên trong tiểu thiên địa. Cho dù ngươi là thiên tài, bây giờ không phải cũng chỉ là phế vật thôi sao? Tranh đoạt vị trí đại trưởng lão của ta, thực sự là buồn cười. Nhị trưởng lão phong ấn không đủ để phong ấn ngươi, vậy ta liền phong ấn thêm một cái thế nào? Đại trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hai tay kết ấn, lôi điện đáng sợ quanh quẩn trên bàn tay ông ta, sau đó một trưởng bá đạo đánh vào ngực Tiêu Phàm. Phụt, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa vỡ nát, một đạo lôi đình chi lực mang tính hủy diệt xông vào kinh mạch hắn, không ngừng phá hủy tất cả trong thân thể hắn. Thật ác độc, trong lòng Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, kim giáp lão giả nhị trưởng lão cũng chỉ là phong ấn thực lực của hắn, lúc ấy khiến hắn khó chịu một chút mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tới, đại trưởng lão này lại có thể tâm ngoan thủ lạt đến như vậy, đây chính là muốn trực tiếp phế bản thân mình mà. Đến lúc đó cho dù điện chủ chiến thần điện nhìn thấy, đoán chừng cũng không còn bất cứ hứng thú gì nữa, tất nhiên cũng sẽ không uy hiếp được địa vị đại trưởng lão của hắn. Không thể không nói, cái dự tính của đại trưởng lão này quả thật không tệ, đáng tiếc hắn quá khinh thường Tiêu Phàm, lúc lôi đình chi lực xông vào trong thân thể Tiêu Phàm, kinh mạch và tế bào cũng lóe ra từng đạo tử sắc lôi điện. Nếu như chiến hoàng thiên nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tử lôi kia không phải chính là lôi điện áo nghĩa trước đó sao? Chẳng những không giết chết được Tiêu Phàm, lại còn bị Tiêu Phàm hấp thu. Tử sắc lôi điện giống như có lực hấp dẫn rất lớn vậy, điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực trong thân thể, trong nháy mắt lôi điện chi lực của đại trưởng lão bị hấp thu hầu như không còn. Bản trưởng lão ngược lại muốn xem ngươi đột phá chiến thần cảnh như thế nào. Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, thiên lao số ba lâu lắm rồi không nhốt người. Những quái vật bên trong cũng không biết còn sống hay đã chết, nếu như bọn chúng còn sống, ta chắc chắn bọn chúng sẽ thích mùi vị của ngươi. Vừa dứt lời, đại trưởng lão đưa tay vung lên, một trận gió lớn thổi qua, không khí rách ra một đường, nhìn kỹ, đó là một cánh cửa đen kịt, chỉ là mở ra trong không khí mà thôi. Ngay sau đó, một sức mạnh kéo Tiêu Phàm về hướng cánh cửa đen kịt kia, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cánh cửa đã đóng lại. Tự giải quyết cho tốt nha. Giọng nói của đại trưởng lão vẫn quanh quẩn bên tai Tiêu Phàm, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm, tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong cảnh vật chung quanh. Thiên lao này vậy mà lại là một tòa thời không chi giới. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lúc trước tiến vào tu la bí cảnh, cũng phải vượt qua một đạo thời không chi giới. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ổn định tinh thần, so với thời không chi giới lần trước. Cái thời không chi giới này có chút phức tạp, vẫn còn có một loại sức mạnh quỷ dị đang cắn nuốt hồn lực, thời gian dần trôi, thực lực cũng sẽ không ngừng hạ thấp. Nhưng mà nói đến đây, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, người các ngươi gặp phải là ta, tất cả những thứ trên người người khác sẽ bị các ngươi cướp đi, nhưng toàn bộ những thứ của ta để ở bên trong tiểu thiên địa. Hơn nữa, ở trong thời không chi giới, cho dù ta phá vỡ phong ấn, nhị trưởng lão cũng chưa chắc có thể cảm nhận được. Vừa dứt lời, quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hồn lực, tựa như gông cùng xiềng xích bị phá vỡ vậy, xung quanh người hắn, bao phủ một đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang lấp lóe không ngừng, nhìn kỹ, vậy mà như cùng một cái xiềng xích đồng dạng, xuyên qua nó toàn thân kinh mạch, không ngừng rút lực lượng hắn ra. Hơn nữa, sau khi rút ra sức mạnh này kim sắc quang mang vẫn không ngừng áp chế hắn, dường như không muốn để hắn phá vỡ phong ấn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, khí thế của hắn vẫn không ngừng tăng lên, nhưng mà đạo kim sắc quang mang kia cũng càng ngày càng hừng hực, Tiêu Phàm giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn không thể phá vỡ sự trói buộc của kim sắc quang mang.
đúng là một phong ấn bá đạo, ta đúng là xem thường bọn họ. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, nhưng mà hắn cũng không hề sợ hãi, mà là quát khẽ trong lòng, Phệ Hồn, nhờ vào ngươi. Suy suy một trận tiếng rột rột truyền đến từ trong thân thể Tiêu Phàm, hiển nhiên là Phệ Hồn huyết tàm đang thôn phệ lực lượng phong ấn của nhị trưởng lão. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để Tiêu Phàm buông tay mặc nhị trưởng lão phong ấn, thật ra cũng không phải là Tiêu Phàm không có cách nào rời đi, nếu hắn muốn đi, những người này sao có thể giữ chân được hắn chứ? Chỉ là hắn nhất định phải làm rõ vấn đề của U Linh Chiến Hồn, cho nên mới lựa chọn biện pháp lấy lui làm tiến này. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm đoán đúng, thứ triệu hoán U Linh Chiến Hồn, ở ngay bên trong thiên lao, điều hắn muốn làm bây giờ, chính là tìm ra thứ triệu hoán U Linh Chiến Hồn. Mà việc cấp bách bây giờ, chính là phá vỡ phong ấn. Ầm két, sau nửa ngày, quanh thân Tiêu Phàm quanh vang lên một tiếng vang giòn, kim sắc quang mang giống như xiềng xích bao quanh người hắn đều bị nổ đứt, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, phong ấn nhị trưởng lão tạo ra trên người Tiêu Phàm đã bị phá vỡ. Lúc phong ấn bị phá vỡ, tu la thần lực cuồn cuộn tràn ngập trong mỗi một tấc da thịt cùng tế bào của Tiêu Phàm, tứ trọng bất hủ chi lực nhanh chóng khôi phục thương thế trên người hắn. Bị tử lôi trọng thương, Tiêu Phàm cũng đã chạm tới bất hủ thiên địa chi uy, bất hủ chi lực cũng đạt tới tứ trọng, khả năng khôi phục của Tiêu Phàm chắc chắn là đứng đầu trong những người cùng cấp. Nhưng hắn không chỉ lo khôi phục thương thế, mà bắt đầu đánh giá cái thiên lao số 3 này, có hồn lực, Tiêu Phàm cũng không còn bị động như trước. Chí ít, nếu có nguy hiểm xuất hiện, hồn lực sẽ bắt được trước tiên. Hồn lực của Tiêu Phàm chậm rãi khuếch tán ra bốn phương, thần sắc hắn cũng trở nên ngưng trọng, cau mày, không gian này, vậy mà lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Bốn phía tối tăm mờ mịt, tràn đầy một loại khí tức kiềm chế cùng mục nát, thậm chí còn phảng phất mùi máu tươi. Vun vút, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt xuyên qua hồn lực của Tiêu Phàm, đi tới phụ cân Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, chân đạp kiếm bộ tránh thoát công kích của đạo lưu quang kia, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, đạo lưu quang kia xuyên thủng đầu vai hắn, ngay sau đó truyền đến một cảm giác đau đớn nóng bỏng. Trên đầu vai hắn, mấy giọt chất lỏng màu vàng đang tại nhanh chóng phân hủy ra thịt hắn, cho dù Tiêu Phàm thúc đẩy bất hủ chi lực cũng không thể loại bỏ. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể dẫn ra sức mạnh tử lôi, ở chỗ này, hắn không dám tùy tiện thi triển vô tận chi hỏa. Bằng không thì luyện hóa chất lỏng này cũng không cần bao nhiêu lâu. Cho dù dùng tử lôi, Tiêu Phàm cũng phải dùng thời gian mấy giây mới đem cái chất lỏng màu vàng kia luyện hóa hết, tinh thần hắn lúc nào cũng cảnh giác mọi thứ ở xung quanh. Đạo lưu quang kia đến nhanh, đi cũng nhanh, nếu như không phải bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, Tiêu Phàm chắc chắn cho là mình đang nằm mơ. Tính ăn mòn quá mạnh, Tiêu Phàm trong lòng trầm trọng, với khả năng khôi phục của hắn. Nọc độc không thể đả thương được hắn, nhưng loại chất lỏng này lại khiến cho Tiêu Phàm kinh hồn táng đảm. Tiêu Phàm trong lòng đang tính toán, có nên triệu hồi đám tiểu kim cùng Chọc Thiên Hồng ra không, nhưng mà ngẫm lại, tạm thời từ bỏ quyết định này. Nhiều người như vậy sẽ tạo thành mục tiêu quá lớn, hắn bây giờ còn chưa biết rõ đối thủ là cái gì, để đám tiểu kim đi ra cũng chỉ tăng thêm chút dũng khí, căn bản không làm được gì. Hô, cũng vào lúc Tiêu Phàm đang trầm tư, đột nhiên, một đạo kình phong tiến vào phạm vi hồn lực của Tiêu Phàm, lần này hồn lực của Tiêu Phàm bắt được vô cùng rõ ràng, đó là một cái đuôi màu tím đen. Cái đuôi lóe ra u quang, lộ ra thanh thế cùng sắc bén, giống như tùy tiện cũng có thể xé nát không khí vậy, hơn nữa cái đuôi chia thành mấy khắc, cuối cùng còn có một cái móc câu lớn, cực kỳ sắc bén. Đuôi bò cạp, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, vội vàng tránh sang một bên, đồ thần đao trong tay chém một cái. Một đạo vô cùng cuồng bá đao mang bắn ra. Keng, một tiếng vang giòn, đó là tiếng kim thạch đờ âng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung trên không trung, bắt được một màn này, Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Mặc dù hắn vừa rồi không dùng toàn lực, nhưng là một kích này cũng có thể chém bị thương chiến thánh cảnh đỉnh phong A, vậy mà chỉ đẩy lui được đối phương, đến gây chút thương tích cũng không được. Chẳng lẽ là chiến thần cảnh? Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như đối phương là chiến thần cảnh, hoàn toàn không cần thiết đánh lén hắn, cho dù chính diện giết hắn, Tiêu Phàm cũng căn bản không có sức đánh trả. Chi chi, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một tiếng kêu lại vang lên,
hồn lực của hắn giống như bị một cỗ lực lượng trong nháy mắt xé nát vậy, cỗ sắc bén chi khí kia, đến Tiêu Phàm cũng thấy kinh hồn táng đảm. Cũng vào lúc hồn lực bị xé nát, một con kiến toàn thân huyết hồng sắc, dài khoảng một trượng in vào trong đầu Tiêu Phàm. Thị huyết thiên nghĩ, Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nắm giữ tu la truyền thừa, tất nhiên biết rõ thị huyết thiên nghĩ là cái gì, đây chính là thần thú A. Hơn nữa còn là hung thú lấy sát phạt xưng danh, khát máu chính là bản tính của nó, trong những con vật cùng giai, có rất ít là đối thủ của nó. Tiêu Phàm cảm giác nhịp tim của mình tăng tốc, hắn không ngờ tới nơi này lại còn có quái vật đáng sợ như vậy. Đối mặt với đối thủ như vậy, nếu như toàn lực ứng phó, hắn ngược lại cũng không sợ hãi, hoàn toàn có thể đánh với nó một trận, nhưng mà hắn lại lo lắng thân phận của mình bại lộ. Nơi này chính là bên trong thời không chi giới, chỉ cần thời không chưa từng mở ra, ngoại giới căn bản không thể nào cảm ứng được trong này. Tiêu Phàm vừa chiến vừa nghĩ. Sau đó trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, mình thế nhưng cũng là truyền kỳ cấp hồn điêu sư, chẳng may bọn chúng mở ra thời không chi giới, mình cũng có thể lập tức cảm ứng được. Huống chi, trong mắt đại trưởng lão, mình tới đây chỉ có thể chịu chết, căn bản không sống được. Đoán chừng ông ta cho là mình bây giờ cũng đã chết. Điểm này Tiêu Phàm nghĩ không sai, chiến thần điện đại trưởng lão căn bản không nghĩ tới hắn có thể sống sót, phong ấn tu vi của hắn, đem hắn ném cho một con quái vật cửu giai đỉnh phong, đây không phải chịu chết thì là cái gì chứ? Phập, không đợi Tiêu Phàm làm ra quyết định, móng vuốt sắc bén của thị huyết thiên nghĩ xẹt qua cánh tay Tiêu Phàm, máu tươi phun ra, thị huyết thiên nghĩ đem máu tươi kia một ngụm nuốt vào. Toàn thân run lẩy bẩy, giống như đang hưng phấn vậy. Nó căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội, liên tục quơ móng vuốt sắc bén như dao kia, lần nữa đánh về phía Tiêu Phàm. Thị huyết thiên nghĩ, ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai uống huyết của ai. Tiêu Phàm cũng triệt để giận dữ, con quái vật này tưởng mình sợ nó à. Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân bộc phát ra cuồng bạo khí tức, một đôi huyết sắc cốt xí to lớn xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm. Giống như hai thanh thiên đao lộ ra vô tận phong mang. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm vận chuyển tu la thần thể, sau đó thu hồi đồ lục đao, lấy ra tu la kiếm, thân thể hóa thành thiểm điện nhào về phía thị huyết thiên nghĩ. Cho dù là tốc độ hay là sức mạnh, Tiêu Phàm trong nháy mắt tăng lên mấy lần có thừa, nguyên bản vốn đang trong thế yếu, trong nháy mắt chiếm lấy ưu thế. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm, thị huyết thiên nghĩ cũng là cả kinh. Nhưng mà cũng không hề sợ hãi, có lẽ ở trong mắt nó, đã hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Chi chi, một tiếng hét lớn bén nhọn truyền ra từ trong miệng thị huyết thiên nghĩ, vang vọng trong không trung. Kêu gọi đồng bạn, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi trầm xuống, nếu như thị huyết thiên nghĩ không phải một con, mà là một nhóm, vậy thì quá xui xẻo. Bởi vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể cho nó cơ hội, trước khi đồng bạn của nó đến, phải giết chết nó trước. Hồng hộc, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đạo lưu quang xuyên thủng bả vai hắn lại xuất hiện lần nữa, bắn thẳng về phía ngực hắn, tốc độ vô cùng nhanh. Đồng thời, phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo bóng roi, chiếc móc sắc bén dọa Tiêu Phàm toàn thân run lên. Không phải một con, mà là ba con. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, trước đó hắn mặc dù hoài nghi, nhưng không dám xác định, bây giờ chân chính nhìn thấy, Tiêu Phàm không khỏi có chút phát lạnh. Hồn lực của hắn cũng bắt được hai thân ảnh kia, một con hạt tử màu tím đen khoảng 3 trượng, móng vuốt phất qua lại trong không khí, cực kỳ đáng sợ, nhất là đôi kìm ở phía trước, lại càng sắc bén hơn. Một thân ảnh khác toàn thân đen kịt, hình thể giống như con cóc cao khoảng 6-7 trượng, đầu lưỡi hoàng kim sắc to lớn đang bắn về phía hắn, chất lỏng màu vàng đờ âm vào không khí phát ra tiếng xì xì, quan trọng nhất là, nó còn mọc ra ba con mắt. Tà nhãn độc thiềm. Quỷ độc ma hạt, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, đây mới chỉ là thiên lao số 3 mà thôi, vậy mà một lần liền gặp phải ba con hung thú ẩn chứa thần thú huyết mạch, cái này cũng quá khủng bố đi. Trong lòng Tiêu Phàm rất không bình tĩnh, thiên lao số 3 đã đáng sợ như vậy, vậy thiên lao số 1 và số 2 thì sao đây? Khủng bố đến mức nào? Một con thị huyết thiên nghĩ có thần thú huyết mạch cửu giai đỉnh phong đã khiến hắn khó mà chống lại. Bây giờ lại xuất hiện thêm tà nhãn độc thiềm cùng quỷ độc ma hạt. Bây giờ một phát liền tập trung ba con hung thú có thần thú huyết mạch cửu giai đỉnh phong, sao phải đối phó thế nào đây? Đáng tiếc,
Căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ, công kích của tà nhãn độc thiềm cùng quỷ độc ma hạt đã đến rất gần. Sát na phương hoa, Tiêu Phàm quát lên một tiếng, đầu tiên lựa chọn công kích tà nhãn độc thiềm trước, so với thị huyết thiên nghĩ cùng quỷ độc ma hạt, nọc độc của nó mặc dù đáng sợ, nhưng phòng ngự của nó lại là yếu nhất. Phòng ngự của quỷ độc ma hạt Tiêu Phàm đã từng thấy, đến đầu thần đao cũng không làm gì được, về phần thị huyết thiên nghĩ, móng vuốt của nó đã không kém gì thần binh, muốn giết nó rất khó. Phòng ngự thân thể của Tiêu Phàm cũng coi như là khủng bố, nhưng đoán chừng còn kém hơn một chút so với hai hồn thú này, nhưng mà Tiêu Phàm cũng nắm giữ một ưu thế độc nhất vô nhị, chính là tốc độ. Tốc độ của ba con hung thú không bằng Tiêu Phàm nắm giữ Tu La thần dực, đã gần như nắm giữ cực tốc chiến thánh cảnh. Tu La kiếm đâm xuyên vòm trời, thấy kiếm mang chuẩn bị đánh trên người tà nhãn độc thiềm, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện lên một vòng tiếu dung. Nhưng mà trong mắt tà nhãn độc thiềm lại hiện lên vẻ khinh thường, đến trốn cũng không thèm trốn. Khinh thường, Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu, kiếm khí càng thêm hung lệ, hắn gần như dùng 8 phần thực lực để đánh ra. Nhưng mà, khiến hắn trợn tròn mắt là, lúc kiếm khí của hắn đánh vào lưng tà nhãn độc thiềm lại bị bắn ngược ra. Bắn ngược, con mẹ nó, Tiêu Phàm không kìm được chửi thề, trong lòng vô cùng căng thẳng, còn có loại phòng ngự nào càng điên rồ hơn không? Chẳng lẽ là bởi vì Tu La kiếm không đủ sắc bén sao? Hay là do phòng ngự của nó quá biến thái? Nếu như có thể giết chết tà nhãn độc thiềm, dùng ra nó luyện chế một thần binh, ai có thể gây tổn thương cho mình chứ? Thậm chí Tiêu Phàm cảm giác, năng lực của tà nhãn độc thiềm này, còn bá đạo hơn hư không cổ kính rất nhiều, dù sao, nó chính là mặc sẵn trên người, không cần cố ý đi phòng ngự. Tiêu Phàm rốt cục cũng hiểu rõ. Tà nhãn độc thiềm vì sao sẽ nhìn hắn khinh thường, bởi vì tà nhãn độc thiềm biết rõ công kích hắn không đả thương được nó. Ong ong, đột nhiên, Tu La kiếm điên cuồng rung rung, giống như vô cùng khó chịu, kiếm khí càng ngày càng sắc bén. Tiểu gia không tin, cho dù là trời, ta cũng muốn xé rách ngươi. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không phục, Tu La huyết mạch từ từ sôi trào, kích phát 5 giọt Tu La thần lực. Giết, tiếng gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Thân thể Tiêu Phàm bay lên không trung, kiếm khí không gì sánh kịp xé rách hư không, bên trong kiếm khí màu trắng xen lẫn từng tia huyết khí. Cảm nhận được sức mạnh này của Tiêu Phàm, ánh mắt của tà nhãn độc thiềm rốt cục rung động một cái, chân trước vỗ một cái trong không trung, thân thể nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, quỷ độc ma hạt rít lên giận dữ, cái đuôi như sao chổi quét qua quét lại trong không khí, hung hăng quất về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dám khinh địch. Trên mặt lộ ra một tia hung ác, thấy sắp đỡ âng phải đuôi của quỷ độc ma hạt, Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi Tu La kiếm. Thu hồi Tu La kiếm, ba con hung thú khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này sẽ không tự nhận mình không đấu lại, chuẩn bị tự sát đi. Nhưng mà, quỷ độc ma hạt lại không hề muốn buông tha Tiêu Phàm, đối với nó mà nói, Tiêu Phàm là món ăn ngon, nó tự tin, một khi đuôi của nó đâm trúng Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng mà, Tiêu Phàm thực sự sẽ tự sát sao? Lúc cái đuôi đó sắp tới gần, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh trong suốt bóng loáng, một tay hung hăng đập đỉnh lên. Đuôi quỷ độc ma hạt đập ầm trên cái đỉnh, đột nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà vỡ vụn ra, đau đến mức quỷ độc ma hạt điên cuồng gào thét, đuôi của nó cũng đang rung động kịch liệt trong không trung. Tu La kiếm lúc chưa phá vỡ được phong ấn tam trọng, quả thực không chém được các ngươi. Nhưng có Càn Khôn Định Thiên Đỉnh ở đây, đập cũng có thể đập chết các ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Sức nặng của Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm cũng từng thể nghiệm, nếu không phải hắn đã luyện hóa một tia, căn bản khó mà di chuyển được Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Càn Khôn Định Thiên Đỉnh là hồn binh cấp bậc gì, nhưng là so hư không cổ kính cần phải mạnh hơn, quỷ độc ma hạt cùng phệ hồn trời sinh thân thể cường hãn. Nhưng có cường hãn hơn nữa cũng không thể bằng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Tiêu Phàm phỏng đoán đúng là không sai, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đến từ sắc áo nghĩa lôi điện cũng có thể ngăn cản, sao có thể không ngăn cản được đuôi của quỷ độc ma hạt chứ? Hiện tại đến lượt ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vung Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lần nữa đập ra, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền xuất hiện trên lưng quỷ độc ma hạt. Lớn, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, ý niệm thúc đẩy. Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đột nhiên lớn lên không ít, đại khái khoảng 10 trượng,
giống như một tòa ma nhạc to lớn rơi xuống. Không khí rung lên ầm ầm, bị khí thế của Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đè ép thiếu chút nữa thì vỡ vụn. Quỷ độc ma hạt giống to một tiếng, hai cái kẹp phía trước đập xuống, muốn đỡ lấy Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, có lẽ là nó đánh giá quá cao thực lực của bản thân, hoặc là quá khinh thường Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Răng rác, tiếng động to lớn vang lên, đôi kẹp của quỷ độc ma hạt vậy mà truyền đến tiếng gãy xương. Thấy cảnh này, trong mắt Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng Tà Nhãn Độc Thiềm lóe lên sự kiêng dè, hai thú vội vàng ngừng lại, có chút không dám tiến lên. Quỷ độc ma hạt rít lên thê lương, thân thể nó như đạn pháo bắn ngược ra, đập ầm ầm trên mặt đất, từng khe rãnh lớn xuất hiện. Đến lượt các ngươi, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sức mạnh của Càn Khôn Định Thiên Đỉnh vượt qua dự liệu của hắn, dùng để đập người quả thật quá tuyệt vời. Nhìn thấy thiếu dung của Tiêu Phàm, đường đường cửu giai đỉnh phong hung thú vậy mà lạnh run, Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng quỷ độc ma hạt cũng chỉ ngang ngang như nhau, nào dám đi lên chống lại Tiêu Phàm. Ngược lại Tà Nhãn Độc Thiềm rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thân thể nó mềm mại nhất, không sợ đập. Hai chân đạp một cái, thân thể to lớn xẹt qua không trung, nhào về phía Tiêu Phàm. Còn dám tới, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ đến năng lực quỷ dị của Tà Nhãn Độc Thiềm, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, nhưng hắn lại càng tự tin về Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Cứng rắn đều có thể đập mềm, chẳng lẽ tiểu gia còn sợ ngươi vốn chính là mềm sao? Vung Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm lần nữa nhào về phía Tà Nhãn Độc Thiềm, hắn phát hiện, trong số ba con hung thú, Tà Nhãn Độc Thiềm này là khó đối phó nhất. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, giống như tiếng trống đồng, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh cùng Tà Nhãn Độc Thiềm đỡ âng vào nhau, Tiêu Phàm cảm giác một lực phản chấn to lớn dội ngược lại. Hắn khẽ cắn môi, dùng hết sức Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm phát hiện hồn lực tiêu hao càng lớn, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lại càng nặng nề. Rốt cục, Tiêu Phàm chiếm thượng phong. Ầm một tiếng, Tà Nhãn Độc Thiềm bắn ngược ra, tốc độ nhanh hơn cả quỷ độc ma hạt, trực tiếp chôn sâu vào trong lòng đất. Bị mình đánh bay rồi. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn rốt cục hiểu rõ năng lực của Tà Nhãn Độc Thiềm, nếu như vượt qua cực hạn của nó, người không may chính là nó. Có vẻ như hung thú trong truyền thuyết cũng không đáng sợ như vậy. Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó chuyển hướng Thị Huyết Thiên Nghĩ. Thị Huyết Thiên Nghĩ run rẩy một cái, liền bỏ chạy. Ngay tại lúc đó, Tà Nhãn Độc Thiềm cùng quỷ độc ma hạt đứng lên, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Đừng chạy a! Tiêu Phàm kêu to truy theo, hắn nào ngờ tới, tam đại hung thú vậy mà sẽ bị đập chạy, nhìn về hướng ba con hung thú chạy, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, cùng lắm ta không đập các ngươi nữa. Đập chạy ba con hung thú, Tiêu Phàm phát hiện mảnh không gian này đột nhiên yên tĩnh như nước. Đến tiếng gió cũng không có, Tiêu Phàm không khỏi có chút hối hận. Giao thủ với ba con hung thú, cũng có thể đề cao kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, nhưng mà hắn cũng bất đắc dĩ, không sử dụng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, một mình hắn chưa hẳn đã là đối thủ của ba con hung thú. Nếu như chỉ giao phong bình thường, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ, quan trọng là ba con hung thú này có hai đầu là kịch độc, mặc dù thân thể Tiêu Phàm bây giờ cũng là bách độc bất xâm. Nhưng nào dám chắc chắn có thể chống lại kịch độc của bọn chúng. Phệ hồn, tìm chỗ của bọn chúng cho ta. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, hắn không muốn buông tha ba con hung thú như vậy, bọn chúng chắc chắn đã ở chỗ này rất lâu, chắc chắn rất hiểu biết về mảnh thời không chi giới này. Càng quan trọng hơn là, nếu như có thể hàng phục ba con hồn thú này, thực lực của Tu La Điện chẳng phải lại có thể tăng lên rất nhiều sao. Đương nhiên, Tiêu Phàm chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Muốn hàng phục được hung thú như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Đừng thấy bây giờ bọn chúng bỏ chạy, đây chỉ là tạm thời mà thôi, Tiêu Phàm không dám buông lỏng cảnh giác, ba con hung thú này tùy thời có thể đánh lén hắn. Đúng rồi, hồn thiên tinh hỏa toa còn ở bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, trước hết nghĩ cách luyện hóa nó, đến lúc rời khỏi chỗ này còn cần dùng đến nó. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm vội vàng đem Càn Khôn Định Thiên Đỉnh vứt vào trong tiểu thiên địa, luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa cũng không cần hắn tự mình làm, chỉ cần linh hồn phân thân là có thể làm được. Những ngày qua, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đã ma diệt ấn ký hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm luyện hóa nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có phệ hồn huyết tàm cảm ứng khí thức hồn lực của ba con hung thú, Tiêu Phàm vẫn luôn đuổi theo không rời, nhưng mà hắn cũng không dám tùy tiện phóng xuất hồn lực,
sợ quấy nhiễu đến bọn chúng. Có phệ hồn huyết tàm ở đây, cũng không cần Tiêu Phàm dùng hồn lực cảm ứng thân ảnh của bọn chúng, Tiêu Phàm vẫn có thể biết bọn chúng ở chỗ nào. Mảnh không gian này cũng không lớn, chỉ ít nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Phàm, cũng chỉ rộng khoảng mấy chục dặm, đối với chiến thánh cảnh mà nói, đi đoạn đường mấy chục dặm cũng chỉ cần vài lần hít thở mà thôi. Ven đường, Tiêu Phàm phát hiện không ít xương khô, có một số đã chết một thời gian, bắt đầu phong hóa. Khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, toàn bộ thiên lao số 3, trừ 3 con hung thú này ra, có vẻ như căn bản không có sinh linh khác. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc về năng lực sinh tồn của 3 con hung thú này, có thể sống sót đã vô cùng khó khăn, dù sao, nơi này đến linh khí thiên địa cũng hết sức mỏng manh, thậm chí đến mức gần như không có. Chắc bọn chúng đều từ thần giai tụt xuống, dùng cách tiêu hao huyết khí của mình để sống qua ngày, cũng chỉ có thần giai, thọ nguyên mới dài như vậy. Tiêu Phàm thầm nghĩ, a, bọn chúng biến mất, đột nhiên, phệ hồn huyết tàm mất đi sự cảm ứng với 3 con hung thú, điều này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Hồn lực của hắn thả ra, nhưng lại không bắt được bóng dáng của 3 con hung thú, chỉ là không khí vẫn còn từng đạo hồn lực dao động và khí tức của 3 con hung thú, chứng minh bọn chúng từng tồn tại. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, tự lẩm bẩm, nơi này nếu là thời không chi giới, tại sao không thể có nhiều thời không trùng điệp chứ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không hề do dự bay về chỗ hồn lực dao động kia, trong lúc tìm tòi, Tiêu Phàm rốt cục phát giác ra điểm khác biệt. Dù là không nhìn thấy, nhưng hắn lại cực kỳ mẫn cảm với hồn văn, liếc một cái liền phát giác có điểm khác biệt. Hắn bấm một đạo thủ ấn, đánh về phía trước, không gian đột nhiên rung động một cái, giống như bị xé rách vậy, cực kỳ quỷ dị. Quả nhiên là rất nhiều thời không, thật đúng là kỳ lạ, không biết là ai tạo nên những ngày nhà tù này, chẳng lẽ là Bắc Thần gia tộc. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh. Với sự hiểu biết của hắn đối với hồn văn chi thuật, có thể sáng tạo ra thời không trùng điệp, tuyệt đối đã đạt tới thủy tổ cấp, hơn nữa nhất định phải hiểu rất rõ về hồn văn không gian. Ngoài điều đó ra, muốn sáng tạo ra loại không gian trùng điệp này, gần như là không có khả năng, Tiêu Phàm nghĩ đến đầu tiên tất nhiên là Bắc Thần gia tộc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bước từng bước về phía trước, nhưng mà nghênh đón hắn, lại là 3 đạo lợi mang đáng sợ, giống như chờ đợi từ lâu vậy. Biết thừa các ngươi sẽ không từ bỏ ý định. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, 3 đạo lợi mang kia uổng công vô ích. Ngay sau đó, 3 thân ảnh xuất hiện ở chỗ Tiêu Phàm vừa đứng, 3 thân ảnh đó chính là Quỷ Độc Ma Hạt, Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng Tà Nhãn Độc Thiềm, 3 con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm thế nào cũng không bắt được Tiêu Phàm. Các ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu 3 con thú, ngay sau đó, từng đạo khí thế sắc bén không thể địch nổi bắn ra. 3 con hung thú phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui về phía sau, Tiêu Phàm không còn gì để nói, nếu là trước đó, bọn chúng chắc chắn sẽ không chạy, xem ra thực sự bị Càn Khôn Định Thiên Đỉnh dọa sợ. Yên tâm, lần này, ta sẽ không đập các ngươi, nhưng mà với điều kiện các ngươi không được cùng lúc tiến lên. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, tam đại hung thú hợp lực, hắn thật sự không đấu lại. Nhưng nếu như là 2 con, hắn miễn cưỡng có thể đánh lại. Chi chi Thị Huyết Thiên Nghĩ bén nhọn kêu mấy tiếng, tam đại hung thú giống như đang thương lượng gì đó, rất nhanh liền có quyết định, Thị Huyết Thiên Nghĩ là con đầu tiên đi ra. Từng con ra một, xa luân chiến hả, Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, chuẩn bị tốt cho một trận chiến. Nam vực vô song thánh thành, một tiểu nam hài mặc y phục rách mướp, chân trần đi trên đường cái. Tiểu nam hài nhìn qua điềm đạm đáng yêu, giống như một tiểu ăn mày vậy. Ánh mắt nó chuyển động, giống như đang tìm kiếm ai đó trong đám người. Tiêu đại ca, rốt cục huynh ở đâu? Tiểu nam hài nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt buồn khổ, trong lòng thầm nhủ, đệ nào có sống dễ dàng chứ? Đi bên trong hư không liệt phùng hơn 2 tháng, lại xuất hiện ở đông vực, lại mất hơn nửa tháng mới tới được nam vực, nhưng đến cái bóng của huynh cũng không thấy. Nói tiếp mấy câu, hai mắt tiểu nam hài trở nên đỏ bừng, nó không phải ai khác, chính là Sở Phiền. Tiêu đại ca, nếu không tìm được huynh, ta thực sự không biết phải làm sao nữa đây. Sở Phiền đặt mông ngồi ở trên bậc thang của một quán rượu. Tiểu ăn mày ở đâu ra đây, cút đi, cút đi.
tiểu nhị quán rượu nhìn thấy Sở Phiền, vẻ mặt khó chịu xua đuổi. Sở Phiền lại giống như không nghe thấy, màng nhĩ nó rung động, những lời bàn tán của mấy người ngồi ở một cái bàn trong quán rượu, tất cả đều rơi vào trong tai nó. Bây giờ thật đúng là thời buổi loạn lạc, nghe nói chiến thần điện đang mời chào nhân tài, chuẩn bị chinh chiến thần kiếp chi địa, các đại thiên tài đều chạy tới thần vực rồi sao? Ai nói không phải chứ, nghe nói một thời gian trước, Sở gia cổ tộc vậy mà đổi gia chủ, hơn nữa còn là một nữ nhân, buồn cười nhất là, một dược nô tên là Sở Linh Nhi, trong vòng một ngày liền biến thành cổ tộc đại tiểu thư, việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tí tí, đây là chính là vịt con xấu xí biến thành phượng hoàng nha, ta cũng là cô nhi, không biết ta có vận khí tốt như vậy không? Cũng không có gì, vô song thánh thành vốn cũng không yên bình, Giang gia đột nhiên xuất hiện một Giang Thiên Vũ, đến Diệp gia gia chủ Diệp Thệ Thủy cũng không phải là đối thủ. Nghe được ba chữ Sở Linh Nhi, hai mắt Sở Phiền liền bắt đầu tỏa ánh sáng, không để ý tiểu nhị xua đuổi, đi thẳng vào bên trong tửu lâu, muốn cản cũng cản không được. Những điều các ngươi nói đều là thực, Sở Phiền xuất hiện ở bên cạnh bàn, nhìn mấy tu sĩ đang đàm luận trầm giọng nói, dáng vẻ như một ông cụ non. Mấy tu sĩ bị khí thế của Sở Phiền làm cho giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, một cái tiểu ăn mày mà thôi, có gì có thể sợ. Một nam tử mặt sẹo lạnh lùng chừng Sở Phiền một cái, tức giận nói, tên tiểu ăn mày ở đâu ra, cút sang một bên. Tên mặt thẹo bị một tên tiểu ăn mày hù dọa, trong lòng tất nhiên vô cùng ảo não, tính tình cũng không được tốt, những người khác cũng giống vậy nhìn chằm chằm Sở Phiền. Các vị khách quan, xin lỗi, cái tên tiểu ăn mày này đột nhiên xông vào đây, ta lập tức đuổi nó đi. Tiểu nhị vội vàng theo vào, không ngừng lấy lòng. Cũng không chờ tu sĩ mặt thẹo mở miệng, tiểu nhị lạnh lùng nhìn Sở Phiền nói, còn chưa cút, nếu như thật sự chọc giận các vị đại gia, thật sự không xong đâu. Tiểu nhị bề ngoài thì giận dữ mắng mỏ Sở Phiền, trên thực tế cũng là không đành lòng Sở Phiền bị những tu sĩ này giết chết, ở cái thế giới này giết chết một tên tiểu ăn mày, sẽ không có bất kỳ ai quan tâm. Sở Phiền cảm kích nhìn tiểu nhị một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn tên mặt thẹo nói, nếu ta không cút thì sao? Nghe nói như thế, tiểu nhị lộ ra vẻ kinh ngạc, cái tên tiểu ăn mày này, chẳng lẽ đến là để tự tìm cái chết hay sao? Những người khác cũng hơi hơi kinh ngạc, biểu hiện của tiểu tử Sở Phiền này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ, vốn cho là Sở Phiền sẽ bị dọa chạy. Bọn họ nào có biết, Sở Phiền bây giờ đã đến gần vô hạn chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đi lại ở vô song thánh thành hoàn toàn không có bất cứ việc gì, sao có thể để ý mấy chiến đế cảnh tu sĩ chứ? Không cút, vậy thì phải nếm chút đau khổ. Tên mặt thẹo cười lạnh nói, bị một tên tiểu ăn mày coi thường, lửa giận của hắn cũng bắt đầu bốc lên. Hỏi ngươi một câu cuối, nếu ngươi không trả lời vấn đề vừa rồi của ta, ta dám bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Sở Phiền nhìn chăm chú tên mặt thẹo, không tìm thấy thân ảnh Tiêu Phàm, đột nhiên nghe được tin tức của Sở Linh Nhi, Sở Phiền tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là nghe được tin tức Sở Linh Nhi trở thành cổ tộc Sở gia đại tiểu thư, Sở Phiền trong lòng không tin. Phải biết, Sở Linh Nhi chỉ là một dược nô, lúc trước sở dĩ nó có thể chạy trốn, chính là công lao của Sở Linh Nhi. Bằng không, nó bây giờ có thể đã chết rồi, đối với Sở Linh Nhi, Sở Phiền lại cảm kích phát ra từ trong nội tâm. Ha ha, người cái tên da vàng từ đâu đến, dám phát ngôn bừa bãi ở chỗ này, da ta lâu lắm rồi không được nhìn thấy máu. Vậy hôm nay liền khai đao đi. Ngữ khí của tên mặt thẹo càng ngày càng lạnh, nói xong, phất tay một vệt sáng vọt về hướng Sở Phiền. Đám người đáng thương nhìn Sở Phiền, trong mắt bọn họ, đường đường chiến đế cảnh lại xuất thủ với một tiểu ăn mày, kết quả có thể nghĩ. Nhưng mà, một vệt sáng xẹt qua tầm mắt của đám người tất cả đều trợn to hai mắt, chỉ thấy Sở Phiền đột nhiên biến mất tại chỗ, tránh thoát công kích của tên mặt thẹo. Ngay sau đó, tên mặt thẹo đột nhiên bắn ngược lại, hung hăng đập trên mặt đất, cùng lúc đó, Sở Phiền lần nữa xuất hiện, một chân hung hăng đạp trên L âm ngực tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo phun ra mấy ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn thân ảnh yếu đuối kia, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn đường đường là chiến đế cảnh, lại bị một tên tiểu ăn mày tầm 6-7 tuổi miểu sát, hơn nữa, hắn còn cảm giác được Sở Phiền hạ thủ lưu tình. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không dám mở miệng, tất cả đều như nhìn Sở Phiền giống như đang nhìn yêu nghiệt.
Rất nhiều người trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại câu nói của Sở Phiền, lại không dám có chút khinh miệt nào, bởi vì Sở Phiền quả thật có thực lực để nói lời này. Sở Phiền sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhếch miệng cười nói, bây giờ có thể nói cho ta những chuyện liên quan tới Sở Linh Nhi chưa? Có thể, đương nhiên có thể. Tên mặt thẹo nào còn dám phản kháng, vội vàng đem những việc mình biết đều nói cho Sở Phiền, những người khác vây xem thỉnh thoảng cũng bổ sung vài câu. Cuối cùng nói đến chuyện Lâu Lan cổ địa mở ra, Sở Phiền cau mày một cái, nói thầm trong lòng, chiến thần điện à, xem ra mình còn phải đi chiến thần điện một chuyến, chỉ cần tìm được Linh Nhi tỷ, bảo tỷ đấy cho người Sở gia đi tìm Tiêu đại ca, nhất định sẽ nhanh hơn ta rất nhiều, hy vọng Thi Vũ tỷ bây giờ không gặp nguy hiểm gì. Ân, cứ quyết định như vậy đi. Sở Phiền tự nói một tiếng, đột nhiên biến mất tại chỗ. Cô áp lực thật lớn kia biến mất, đám người vốn luôn căng thẳng tay chân như nhũn ra, lúc này bọn họ mới phát hiện bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải nhiều người như vậy nhìn thấy, bọn họ chắc chắn cho rằng mình đang nằm mơ. Giờ phút này, hòn đảo mà hồn tộc ở, Đông Cung, bên ngoài đứng đầy tu sĩ, giống như đang đợi gì đó. Người đi đầu chính là các đại trưởng lão hồn tộc, đại trưởng lão đứng ở phía trước, ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm đại điện, dư quang dừng lại trên người thất trưởng lão, giống như đang hỏi điều gì đó. Đại trưởng lão yên tâm, ở Đông Cung đã thi triển không gian phong cấm, muốn thoát ra từ chỗ này là không có khả năng. Thất trưởng lão mỉm cười, truyền âm cho anh bà bà. Anh bà bà gật đầu, nếu như vậy thì bà yên tâm, lúc bà nhìn về phía cửa Đông Cung lần nữa. Cánh cửa đại điện đột nhiên rung động nhẹ nhẹ. Âm một tiếng, cánh cửa đại điện mở ra, một nữ tử mặc quần dài trắng, đầu đội kim ngọc quan đi ra, nữ tử không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Hôm nay tiểu ma nữ siêu phàm thoát tục, giống như một đóa hoa sen tinh khiết không nhiễm chút bùn, băng thanh ngọc khiết, cao nhã quý khí. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể khiến lòng người rung động, không ít tu sĩ nam tính trong hồn tộc bên thèm nhỏ dãi. Lúc ánh mắt của tiểu ma nữ ánh đảo qua, bọn họ đều cảm thấy kích thích vô cùng. Không ít người coi tiểu ma nữ là tình nhân trong mộng, trong đầu luôn luôn tưởng tượng cảnh mình được cùng một chỗ với nữ thần. Bái kiến công chúa, tất cả mọi người quỳ xuống, thật tình cũng được, mà giả cũng được, 3 tháng nay, các nàng cũng không dám làm bất cứ việc gì thể hiện sự bất mãn trước mặt Diệp Thi Vũ. Mọi người đều đứng lên đi, tiểu ma nữ dịu dàng. Giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của thiên chi kiều nữ, quét mắt nhìn một cái, lại cảm giác thiếu cái gì đó, tiểu ma nữ lại nói, đại trưởng lão, Huyễn Ngân tỷ đâu? Không phải để cho nàng dẫn đường cho ta sao? Trên mặt đại trưởng lão lóe lên vẻ mất tự nhiên, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh, nhìn về phía cửu trưởng lão ở bên cạnh nói, cửu trưởng lão, Huyễn Ngân đâu, không phải đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Công chúa, đại trưởng lão! Ta lập tức gọi Huyễn Ngân đến. Cửu trưởng lão cung kính thi lễ, sau đó biến mất, cũng chỉ trong thời gian 20 lần hít thở, cửu trưởng lão mang theo Trầm Huyễn Ngân xuất hiện ở trước mặt tiểu ma nữ. So với 3 tháng trước, Trầm Huyễn Ngân tiểu tụy hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía tiểu ma nữ tràn ngập sự áy náy. Huyễn Ngân tỷ, ta chuẩn bị đi vào tổ mộ, còn nhờ tỷ giúp đỡ dẫn đường. Tiểu ma nữ cười tủm tỉm nói. Không hề có chút lo lắng sợ hãi nào cả. Trầm Huyễn Ngân vẻ mặt phức tạp, cuối cùng gật đầu, đi đến bên người tiểu ma nữ, lập tức đạp không bay lên. Đám người đại trưởng lão cũng bay lên, giống như sợ hai người chạy trốn vậy, mấy người chưa bao giờ cách tiểu ma nữ cùng Trầm Huyễn Ngân quá 3 trượng. Thi Vũ, thật xin lỗi, là ta hại muội. Trầm Huyễn Ngân cũng không quay đầu lại truyền âm cho tiểu ma nữ, có lẽ là vì không dám nhìn thẳng tiểu ma nữ. Cái gì mà tỷ hại ta? Trên mặt tiểu ma nữ vẫn lộ ra tiếu dung, đột nhiên xuất hiện ở bên người Trầm Huyễn Ngân, ý vị thâm trường nói, Huyễn Ngân tỷ, yên tâm đi, tâm tư của đám đại trưởng lão ta đã sớm biết. Muội, biết rõ, vậy muội vì sao còn đồng ý? Trầm Huyễn Ngân thiếu chút nữa nói ra, thân thể nàng hơi hơi run rẩy, không thể tin nổi nhìn không phải bình hoa, coi như ta không giúp được phu quân, cũng không thể cho phu quân cản trở. Bởi vì ta là tiểu ma nữ, một câu trả lời đơn giản, lại khiến Trầm Huyễn Ngân chấn động, tiếu dung kia tràn ngập sự tự tin. Nàng rất muốn nói cho tiểu ma nữ nàng đã thông chi cho Tiêu Phàm, nhưng mà ngẫm lại, cuối cùng vẫn không nói ra,
hai người nhanh chóng bay về hướng sâu trong hòn đảo. Bên trong thiên lao số 3 chiến thần điện, truyền đến một trận tiếng cười điên cuồng, từng đạo kiếm khí nở rộ trong không trung, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Rầm rầm rầm, lần lượt từng bóng người hung hăng đập trên mặt đất, vô số bụi bặm, đất đá bay tung tóe. Trên không trung, một thanh niên mặc quần áo rách rưới đang đứng, toàn thân hắn đầy vết máu khô, nhưng trên mặt lại hiện lên tiếu dung, không thèm quan tâm thương thế trên người. Các ngươi thua. Thanh niên mở miệng, hắn nhắm hai mắt, trên người cũng lộ ra một loại khí thế vô địch, thanh niên này không phải ai khác mà chính là Tiêu Phàm. Bị giam giữ ở thiên lao số 3 đã được một thời gian, chí ít cũng phải hơn nửa năm, nhưng trong thời không chi giới có chút khác biệt với bên ngoài, Tiêu Phàm không dám xác định bên ngoài đã qua bao nhiêu ngày. Trong lúc đó, đại trưởng lão của chiến thần điện đến dò xét nhiều lần, Tiêu Phàm trực tiếp trốn vào bên trong tiểu thiên địa, đại trưởng lão đoán chừng cho là hắn đã chết. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, có một lần chiến hoàng thiên cùng đại trưởng lão đến, Tiêu Phàm chỉ cảm ứng được sự tồn tại của chiến hoàng thiên, cũng không dùng hồn lực dò xét. Điều này khiến Tiêu Phàm nghi hoặc, chiến hoàng thiên chẳng lẽ cho rằng bản thân còn chưa chết. Không yên lòng đại trưởng lão, lúc này mới tự mình đến điều tra. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phủ định cái ý nghĩ này, nếu như chiến hoàng thiên muốn bản thân chết, ngày đó tại sao lại đề nghị ném mình vào thiên lao chứ? Vốn Tiêu Phàm muốn để chiến thần điện điện chủ tự mình mở miệng, chiến hoàng thiên nói như vậy, ngược lại giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái, kể từ đó, Tiêu Phàm thật sự không hiểu ý tứ của chiến hoàng thiên. Tiêu Phàm có thể khẳng định một điều là, chiến hoàng thiên vẫn luôn không thi triển toàn bộ thực lực, hắn giống như đang sợ cái gì đó. Thu lại tinh thần, hồn lực của Tiêu Phàm bao phủ mặt đất, trên mặt đất, ba thân ảnh bò ra từ trong đống phế tích, hướng về phía Tiêu Phàm gầm thét. Hung thú không hổ là hung thú, đánh như vậy đều không phục. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng. Đã qua hơn nửa năm, kỹ năng chiến đấu của Tiêu Phàm cũng tăng lên không ít, cũng có chút lĩnh ngộ về tu la thiên địa chi uy, hắn tin tưởng, không bao lâu sau liền có thể đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến đấu với ba con hung thú, thực lực của hắn cũng tăng mạnh, bây giờ dù không thi triển tu la truyền thừa, cũng có thể đánh bại bọn chúng. Tiêu Phàm lúc này mới hiểu rõ ý tứ của Túy Ông, có lúc, sức mạnh bên ngoài tất nhiên có thể tăng cường thực lực, nhưng bản thân tu sĩ mới là bảo tàng chân chính, có thể vô hạn nghiền ép cùng đào móc. Trong thời gian hơn nửa năm, Tiêu Phàm cùng ba con hung thú gần như đi hết tất cả các không gian của thiên lao số 3, trừ ba con hung thú này ra, không hề thấy bất cứ hồn thú nào khác. Nhưng thi cốt lại nhìn thấy không ít, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, cũng chỉ có ba con hung thú này sống sót, những hung thú khác, hơn phân nửa trở thành lương thực của thị huyết thiên nghĩ, tà nhãn độc thiềm cùng quỷ độc ma hạt. Tiêu Phàm thầm nói đáng tiếc, những hồn thú này, nếu như có thể mang hết ra ngoài, cho dù không phục vụ cho tu la điện, khẳng định có thể tạo ra không ít phiền phức cho chiến thần điện. Phải biết, ba con hung thú thị huyết thiên nghĩ này, đều từng là thần giai, chỉ là thần lực chi tinh bị người ta hút đi, tu vi rơi xuống cửu giai đỉnh phong mà thôi. Đây cũng chỉ là thiên lao số 3 mà thôi, hung thú thiên lao số 2 giam giữ sao có thể yếu hơn thiên lao số 3 chứ, hơn nữa, thiên lao số 1 thì sao? Tiêu Phàm đã sớm nghĩ tới, hắn ở lại thiên lao số 3, đã sớm không còn gì để hắn tích lũy, chờ lần sau đại trưởng lão mở ra thời không chi giới, hắn lại giết ra ngoài. Cũng không phải Tiêu Phàm không thể rời đi, với năng lực của hắn bây giờ, phá vỡ thời không chi giới không khó. Nhưng phải hao phí rất nhiều thời gian, nhất định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, thời gian càng dài, rất có thể kinh động những người khác. Hơn nữa, rời khỏi thời không chi giới, cũng chưa chắc có thể trở lại thiên lao, bây giờ Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể khẳng định, thứ triệu hoán u linh chiến hồn, ở ngay bên trong thiên lao này, hắn sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, làm cho Tiêu Phàm kích động nhất là, qua hơn nửa năm, mắt hắn rốt cục có thể tùy thời mở ra. Nhưng mà hắn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, về phần nguyên nhân, chỉ có bản thân hắn biết rõ. Chi chi, thị huyết thiên nghĩ điên cuồng cua móng vuốt, sắc bén chi khí thiếu chút nữa thì xé rách không trung. Quỷ độc ma hạt cùng tà nhãn độc thiềm cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng, Tiêu Phàm cũng là vô cùng đau đầu, hắn một mặt rất muốn thu phục bọn chúng, một mặt khác lại phát hiện rất khó khăn, muốn cưỡng ép đem bọn chúng thu vào bên trong tiểu thiên địa hoặc là không gian bí cảnh.
hắn lại làm không được. Trước tiên đem bọn chúng hôn mê đi, chắc là được. Tiêu Phàm không thèm quan tâm ba con hung thú, trong đầu đột nhiên lóe qua một ý niệm, đưa tay vung lên, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm một vài bóng đen. Gào, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn ba con hung thú phía đối diện, Chọc Thiên Hồng, Huyết Ma cũng giống như thế, nghẹn mấy tháng trong không gian bí cảnh, bọn hắn đã gần như phát cuồng. Sáu con hung thú đám Chọc Thiên Hồng phát ra khí thế đáng sợ, lao thẳng về phía ba con hung thú thị huyết thiên nghĩ, ba con hung thú không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại càng hung ác hơn, thiếu chút nữa thì xông lên. Điều này khiến cho Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, so với đám Chọc Thiên Hồng, thị huyết thiên nghĩ mới xứng với danh xưng hung thú, những phạm nhân bị nhốt vào thiên lao số 3, đều là bị bọn chúng gặm đến xương cũng không còn. Nhưng mà Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện ra điều không thích hợp, đám thị huyết thiên nghĩ cũng không phải là động sát ý đối với Tiêu Phàm, mà là đối với sáu con hung thú, chẳng lẽ bọn chúng có thủ với đám Chọc Thiên Hồng. Sau đó hồn lực Tiêu Phàm đảo qua trên người đám Chọc Thiên Hồng, phát hiện trong mắt bọn chúng cũng lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải Tiêu Phàm không hạ lệnh, bọn chúng đã sớm xông lên. Các ngươi quen biết nhau, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Có quen biết, bọn chúng là hồn thú chiến hồn đại lục, năm đó trong số 10 hồn thú ngăn cản chúng ta có bọn nó. Huyết Ma mở miệng nói, giọng điệu không phải rất tốt, rất hiển nhiên, nó cũng từng chịu thiệt trước đám thị huyết thiên nghĩ. À, điều này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, đám Huyết Ma đã sống vạn năm rồi đó, chẳng lẽ đám thị huyết thiên nghĩ cũng sống trên vạn năm? Nhân loại, nếu như ngươi không phải người thừa kế Tu La Điện Chủ, ba người chúng ta cố ý nhường ngươi, có lẽ đã sớm liều mạng giết ngươi. Đột nhiên, một giọng nói bén nhọn vang lên, thiếu chút nữa khiến Tiêu Phàm giật mình. Người nói chuyện là thị huyết thiên nghĩ, hơn nửa năm nay, Tiêu Phàm chưa từng nghe thấy bọn chúng nói chuyện. Không ngờ tới Tu La Điện Chủ cũng lụi bại, vậy mà ở cùng một chỗ với đám ngoại lai, người có biết, đám dị tộc này đã giết bao nhiêu sinh linh của chiến hồn đại lục khôn? Người chẳng lẽ quên mình là người chiến hồn đại lục sao? Thị huyết thiên nghĩ tiếp tục nói. Tiêu Phàm không nghĩ tới thị huyết thiên nghĩ lại còn biết chất vấn bản thân, nhưng mà vẻ mặt hắn lại cực kỳ bình tĩnh, nói, đầu tiên ta phải thanh minh một chút, từ đầu đến cuối, các ngươi đều không giết chết được ta. Thứ hai, ta không ở cùng đám dị tộc nào cả, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi. Hay một câu chỉ là bị lợi dụng mà thôi, chỉ như vậy là có thể xóa bỏ hết tội lỗi của bọn chúng. Sai là sai, không cần rảo biện. Giọng nói của thị huyết thiên nghĩ cực kỳ băng lãnh. Đám Chọc Thiên Hồng trầm mặc không nói, khí thế trên người cũng từ từ giảm xuống, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận cách nói của thị huyết thiên nghĩ. Lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, bọn chúng đã từng sai, cũng chính là bởi vì bọn chúng sai, nên bọn chúng lập đội, tìm kiếm cơ hội bù đắp lấy công chuộc tội, chí ít ta không cho rằng bây giờ bọn chúng sai. Nói đến đây, Tiêu Phàm ngừng lại. Trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, lạnh giọng nói, về phần ba người các ngươi, nếu như ta đoán không sai, tất cả sinh linh trong thiên lao số 3 đều là người chiến hồn đại lục đi, hơn nữa bọn họ đều bị ba người các ngươi giết chết, ta muốn hỏi các ngươi bây giờ có gì khác biệt so với đám Chọc Thiên Hồng trước kia? Các ngươi bây giờ có gì khác biệt so với đám Chọc Thiên Hồng trước kia? Lời nói chất vấn của Tiêu Phàm vang vọng rất lâu trong không trung, thị huyết thiên nghĩ trầm mặc. Nhất thời không biết phản bác lời nói của Tiêu Phàm thế nào, mà trong mắt đám Chọc Thiên Hồng lại lập lòe ánh sáng. Tiêu Phàm nói không sai, đám Chọc Thiên Hồng ban đầu đúng là sai, nhưng mà hiện tại, bọn chúng đã tỉnh ngộ, nguyện ý bù đắp tội nghiệp bản thân đã gây ra, chỉ ít điểm này, đám Chọc Thiên Hồng không sai. Chúng ta chỉ là vì sống sót, lại liều mạng vì chiến hồn đại lục một lần. Đột nhiên, quỷ độc Ma Hàn nói ra, giọng nói rất từ tính. Cực kỳ dễ nghe. Sống sót, vì sống sót liền giết đồng bào của mình, vì sống sót liền muốn gặm ăn huyết nhục của đồng bào mình. Điều này có gì khác với việc bị dị tộc giết chết? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chất vấn liên tiếp khiến bọn chúng không nói được gì. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn không có ý buông tha cho bọn chúng, tiếp tục nói, trong mắt của ta, các ngươi còn không bằng đám Chọc Thiên Hồng cùng Huyết Ma, chỉ ít bọn chúng đã từng là kẻ ngoại lai. Giết chết người chiến hồn đại lục đối với bọn nó cũng chỉ là giết chết dị tộc mà thôi,
mà các ngươi lại là đang ăn xương máu của đồng báo, các ngươi càng đáng giận hơn. Các ngươi càng đáng giận hơn. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên đầy khí phách, âm vang hữu lực, không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Thị huyết thiên nghĩ, quỷ độc ma hạt cùng tà nhãn độc thiềm đều cúi đầu, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng. Ta muốn biết, nếu như trước mắt các ngươi có một cơ hội có thể lấy công chuộc tội, các ngươi có nguyện ý liều một lần hay không? Giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên. Ánh mắt đám thạch thánh, Trọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy kinh ngạc, sau đó biến thành bội phục, bọn chúng phát hiện, thực lực của Tiêu Phàm không phải lợi hại nhất. Lợi hại nhất là cái miệng kia của hắn, có thể đem đen nói thành trắng. Ngắn ngủi mấy câu liền dao động sự kiên định của ba con hung thú phía đối diện, lấy sự hiểu biết của bọn chúng đối với đám thị huyết thiên nghĩ, bọn chúng đều có ý chí vô cùng kiên định. Đám Trọc Thiên Hồng không biết, bọn thị huyết thiên nghĩ dễ dàng dao động như vậy, là bởi vì trong lòng bọn chúng có chiến hồn đại lục, đương nhiên, cũng có khả năng là bọn chúng cố ý giả vờ, muốn mượn sức của Tiêu Phàm rời khỏi cái địa phương chết tiệt này. Nhưng mà Tiêu Phàm không muốn quan tâm nhiều như vậy, cho dù bọn chúng là thật tâm hay giả dối, hắn tạm thời không muốn giết chết bọn chúng, bởi vì bây giờ Tu La Điện cần loại sức mạnh này. Chỉ cần rời khỏi nơi này, Tiêu Phàm có biện pháp chế phục bọn chúng, chút tự tin này Tiêu Phàm vẫn có. Chúng ta nguyện ý, cuối cùng, đám thị huyết thiên nghĩ trăm miệng một lời nói ra. Gia nhập Tu La Điện, cùng ta hủy diệt chiến thần điện, giết ra tinh không cổ lộ, các ngươi cũng nguyện ý. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nguyện ý. Ba con hung thú tiếp tục nói, trong mắt bọn chúng hiện lên vẻ kiên định lạ thường. Tiêu Phàm đột nhiên cười lên, nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Sau đó nhìn đám tiểu kim, nói chuyện với bọn chúng một lúc, Tiêu Phàm vẫn đưa bọn chúng vào trong không gian bí cảnh, bọn họ nhiều như vậy chen cùng một chỗ, dễ dàng bại lộ hành tung. Làm việc có chút không tiện. Từ trong miệng đám tiểu kim, Tiêu Phàm biết được, bên trong không gian bí cảnh mới chỉ trôi qua 3 tháng thôi, Tiêu Phàm đại khái hiểu rõ thời gian ở thời không chi giới nhanh gấp 3 bên ngoài. Chúng ta bây giờ làm gì? Thị huyết thiên nghĩ mở miệng nói. Chờ, Tiêu Phàm phun ra một chữ, trong lòng hắn đại khái đã có dự định. Trong vòng hơn nửa năm ở thời không chi giới, đại trưởng lão tổng cộng mở ra 3 lần. Đại khái khoảng 3 tháng một lần, bên ngoài tương đương với 1 tháng một lần. Nếu như đại trưởng lão không mở thiên lao số 3 ra nữa, Tiêu Phàm cũng dự định phá vỡ thời không chi giới, đối với hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Vừa chờ liên là qua 3 tháng, Tiêu Phàm cũng không lãng phí thời gian, hắn vẫn luôn ở trong tiểu thiên địa lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi uy, lần này rốt cục có tiến bộ. Cái này là nhờ quá trình thanh mộc thần liên dị biến. Tản ra một loại sinh cơ bàng bạc, tất cả những thứ xảy ra bên trong tiểu thiên địa đều không thoát khỏi lòng bàn tay Tiêu Phàm, hắn tất nhiên dễ dàng lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi uy. Bây giờ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến cây khô sống lại, đất chết sinh cơ, đây cũng là sức mạnh của bất hủ thiên địa chi uy. Về phần Tu La thiên địa chi uy, Tiêu Phàm bây giờ chỉ là chạm tới cấp bậc kia mà thôi, muốn lĩnh ngộ còn cần phải qua một đoạn đường dài. Ngoài ra, Tiêu Phàm cũng bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ vô tận chiến điển đệ thập trọng, chuẩn bị cho việc tương lai đột phá chiến thần cảnh, chỉ là hắn căn bản không có quá nhiều thu hoạch. Đột nhiên, Tiêu Phàm ở bên trong tiểu thiên địa mở hai mắt ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong thiên lao số 3, bên cạnh hắn ngoại trừ 3 con hung thú, còn có một người giống hệt hắn, hiển nhiên chính là linh hồn phân thân. Mặc dù đang tu luyện, nhưng Tiêu Phàm không dám bỏ lỡ cơ hội cửa thiên lao số 3 mở ra này, thời gian càng lâu, các nhân tố bất ngờ càng nhiều. Làm việc theo kế hoạch. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Ầm ầm vừa dứt lời, không khí gợn sóng liên tục, ngay sau đó vỡ ra một đường vết rách, nhìn qua giống như một cái cửa. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh quang môn, cũng đúng lúc này. Một thân ảnh xuất hiện từ bên trong quang môn, gần như đồng thời, Tiêu Phàm đánh ra đạo thủ ấn, trong nháy mắt khóa chặt thân ảnh kia. Ai? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, đại trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một sức mạnh kéo vào bên trong thiên lao số 3. Động tác của Tiêu Phàm giống như nước chảy mây trôi, kết giới hồn lực hắn thi triển chỉ trong thời gian nửa cái hô hấp liền vây khốn đại trưởng lão, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, vậy đã đủ.
Nếu như Tiêu Phàm muốn giết chết đại trưởng lão, vừa rồi Tiêu Phàm cũng sẽ không kéo đại trưởng lão vào trong thiên lao số 3, mà là một kiếm giết chết ông ta. Người vậy mà không chết. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm trên không trung, toàn thân khẽ run lên. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, thì huyết thiên nghĩ, quỷ độc ma hạt cùng tà nhãn độc thiềm đồng thời nhào về phía ông ta, tốc độ giống như thiểm điện. Thực lực của ba con hung thú Tiêu Phàm không hề lo lắng, hắn cũng phải toàn lực ứng phó mới chiến thắng được bọn chúng, hơn nữa bản thân còn bị thương không nhẹ. Đại trưởng lão mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm tự tin nếu như toàn lực ứng phó khẳng định sẽ không thua, không phải vì nguyên nhân khác, mà bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Ngay từ đầu đại trưởng lão điên cuồng phản kháng, ba con hung thú không ngừng bị hắn đẩy lui, hắn điên cuồng bay về phía cửa, nhưng mà Tiêu Phàm lại canh giữ ở lối ra, chỉ cần đại trưởng lão tới, hắn liền dùng hết toàn lực đá bay. Về phần cửa ra, Tiêu Phàm đã dùng hồn văn đem nó tạm thời phong ấn, đồng thời linh hồn phân thân cũng đã rời khỏi thiên lao số 3, chỉ cần có linh hồn phân thân ở đó, cho dù cửa ra đóng lại, Tiêu Phàm cũng có thể dùng hư không trận văn cảm ứng được. Đại khái khoảng thời gian nửa chén trà, chiến đấu trong thiên lao số 3 rốt cục dừng lại, đại trưởng lão máu me khắp người, nằm trên mặt đất không thể động đậy nữa. Tiêu Phàm hài lòng đến trước mặt đại trưởng lão, cười nói, thật đúng là đánh giá thấp thực lực của ngươi, vốn cho rằng chỉ cần dùng thời gian 10 lần hít thở có thể đánh bại ngươi, không ngờ ngươi kiên trì được thời gian một chén trà nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão hung dữ nhìn Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân cũng sẽ có ngày rơi vào trong tay người khác. Muốn làm gì? Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Tiêu Phàm tà tà cười nói, chậm rãi đi về hướng đại trưởng lão, mặc dù không mở hai mắt ra, nhưng lại có hai đạo lục quang từ trong mắt hắn bắn ra. Ngươi là Tu La. Đại trưởng lão nhìn thấy hai đạo lục quang liền sợ hãi tới cực điểm, hắn rất muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Đáng tiếc, hắn bây giờ thụ thương không dậy nổi. Hoàn toàn không thể động đậy, hai mắt rất nhanh chỉ trệ. Bây giờ linh hồn chi lực của Tiêu Phàm đã gần như là vô địch trong những người dưới chiến thần cảnh, bốn linh hồn chiến thánh cảnh đỉnh phong nghiền ép đại trưởng lão tất nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền khống chế được tư tưởng của đại trưởng lão, ký ức của đại trưởng lão xẹt qua trong đầu Tiêu Phàm. Khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là, đại trưởng lão vậy mà sống gần 800 năm, ký ức cực kỳ khổng lồ. May mà linh hồn của Tiêu Phàm cũng cực kỳ cường đại, bằng không những ký ức này hắn thật sự không chịu được. Tiêu Phàm rất nhanh loại bỏ ký ức của đại trưởng lão, nhưng mà mất trọn vẹn một chén trà, đối với Tiêu Phàm đã coi như rất lâu. Nhưng mà thu hoạch to lớn, đại trưởng lão hiểu rất nhiều chuyện của chiến thần điện, tỉ như vấn đề u linh chiến hồn Tiêu Phàm quan tâm nhất. Trong trí nhớ của đại trưởng lão có ghi chép về u linh chiến hồn. Nhưng mà tên thực sự của U Linh Chiến Hồn cũng không phải là U Linh, mà gọi là Thí Thần, cũng gọi là Thí Thần Thú. Tiêu Phàm không khỏi hồi tưởng lại lúc trước U Linh Chiến Hồn đột phá cửu phẩm dung nhập vào huyết mạch, lời nói quanh quẩn trong đầu lúc đó, lúc ấy hắn cũng nghe được hai chữ này. Hơn nữa, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, trái tim huyết sắc to lớn lần trước nhìn thấy ở trong chiến hồn điện kia, lại chính là Thí Thần Thú, khó trách lúc ấy U Linh Chiến Hồn lại tự động ly thể. Hơn nữa còn kích phát ra mấy đạo bóng đen. Đây còn không phải việc khiến cho Tiêu Phàm chấn kinh, kinh hãi nhất là Thí Thần Thú thực sự tồn tại, hơn nữa vài ngàn năm trước liền bị chiến thần điện giết chết, nhưng mà thi thể nó vẫn còn ở trong thiên lao số 1. Sở dĩ còn giữ thi thể của nó là bởi vì lúc trước vây giết Thí Thần Thú, để linh hồn Thí Thần Thú chạy trốn, hơn nữa trốn vào trong chiến hồn điện, linh hồn Thí Thần Thú chính là U Linh Chiến Hồn. Vì tìm linh hồn Thí Thần Thú, chiến thần điện móc tìm Thí Thần Thú đặt bên trong chiến hồn điện, dùng để dụ dỗ linh hồn Thí Thần Thú. Đáng tiếc, mấy ngàn năm nay căn bản không nhìn thấy bóng dáng linh hồn của Thí Thần Thú, linh hồn Thí Thần Thú giống như hoàn toàn biến mất, cho dù còn sống, sức mạnh cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà, Thí Thần Thú lại có một năng lực quỷ dị, nó có thể hấp thu năng lượng khác để trưởng thành, hơn nữa nắm giữ khả năng trưởng thành vô hạn. Một khi linh hồn Thí Thần Thú thành công rời khỏi chiến hồn điện, chiến thần điện lại phải đối mặt với một nguy cơ đáng sợ đến từ Thí Thần Thú, cho nên chiến thần điện vẫn luôn không dám khinh thường nó. Đương nhiên, U Linh Chiến Hồn muốn thoát khỏi chiến hồn điện, chỉ có một khả năng, chính là trở thành chiến hồn của tu sĩ. Mà muốn trở thành chiến hồn của tu sĩ,
trái tim của thí thần thú liền có thể cảm ứng được, đây cũng là nguyên nhân chiến thần điện chú ý đến trái tim của thí thần thú. Đọc được những ký ức này, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thí thần thú rốt cuộc là hồn thú gì, vậy mà khiến chiến thần điện coi trọng như thế, mấy ngàn năm đều nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, trong trí nhớ của đại trưởng lão cũng không có quá nhiều tin tức của thí thần thú, chỉ biết rõ, thí thần thú là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, đến điện chủ chiến thần điện cũng vô cùng kiêng kỵ. Đề phòng thí thần thú, điện chủ chiến thần điện còn cố ý để đại trưởng lão canh gác thi thể của thí thần thú, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vốn dĩ những chuyện này đều sắp xếp rất hợp lý rõ ràng, cũng sẽ không gây ra chuyện rắc rối gì. Chỉ là khiến Tiêu Phàm buồn cười là, chiến thần điện lại gặp phải mình 8 lần thức tỉnh chiến hồn thất bại, tận đến lần thứ 9 mới thành công. Từ khi lần đầu tiên thức tỉnh chiến hồn thất bại, Tiêu Phàm liền tạo thành một loại giả tượng cho chiến hồn điện, linh hồn thí thần thú đã rời đi. Sau đó, về sau đột nhiên lại có lần thứ 2, lần thứ 3. Từ từ, chiến hồn điện cùng chiến thần điện đều chết lặng, cũng không quan tâm đến trái tim thí thần thú xảy ra biến hóa. Dù là lần thứ 9 thí thần thú linh hồn thực sự rời khỏi chiến hồn điện đều không phát hiện ra, hơn nữa, cho dù chiến hồn điện báo cáo cho chiến thần điện cũng sẽ không quá quan tâm. Điểm này Tiêu Phàm rất dễ hiểu, nhân loại chính là như thế, nếu như bị lừa 3 lần, lần thứ 4 cũng như vậy sẽ rất khó có thể tin tưởng, huống chi bị lừa 9 lần. Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được nguyên nhân vì sao thân thể này lại chết đi, trải qua mấy ngàn năm tiêu hao, linh hồn thí thần thú chắc chắn đã vô cùng yếu ớt, khi nó xâm chiếm thân thể Tiêu Phàm, ý thức linh hồn của thí thần thú cùng ý thức của Tiêu Phàm trước đó đồng quy vô tận, cuối cùng chỉ còn lại linh hồn chi lực suy yếu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cười khổ nói, nếu như không phải liên tiếp 8 lần thức tỉnh chiến hồn thất bại, chiến hồn điện đoán chừng cũng sẽ không thoải mái. Mình cũng sẽ không có cơ hội như vậy, có lẽ cái này chính là vận mệnh. Tiêu Phàm vốn dĩ không tin vào vận mệnh, nhưng mà bây giờ hắn có chút tin tưởng, vận mệnh cái thứ này có lúc rất mơ hồ. Đúng rồi, linh hồn chiến thần cảnh ly thể cũng không thể sinh tồn được bao lâu, linh hồn thí thần thú rời khỏi bản thể mấy ngàn năm, vì sao thực lực chỉ yếu đi mà không phải tiêu tán chứ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Chỉ một điểm này cũng đủ chứng minh sự mạnh mẽ và kinh khủng của thí thần thú, linh hồn chỉ có thể sinh sống trong thân thể, không thể nào rời khỏi thân thể quá lâu. Nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ, nhưng mà hắn rốt cục hiểu rõ lai lịch của U Linh Chiến Hồn, nó là linh hồn thí thần thú, về phần thí thần thú là cái gì, Tiêu Phàm không bia, hắn cũng vẫn gọi là U Linh Chiến Hồn. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm khẽ thở ra một hơi, hắn còn chưa mở miệng, đại trưởng lão đã tê liệt trên mặt đất. Hắn sao có thể không biết mình đã bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Phàm liền có thể khiến hắn sống không bằng chết. Ánh mắt băng lãnh của đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh lẽo nói, giết ta. Giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao, ngươi yên tâm, chờ ngươi không còn giá trị lợi dụng, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nói, giết chết đại trưởng lão, Tiêu Phàm thật sự không có chút gánh nặng nào. Hắn trước đó muốn đưa mình vào chỗ chết, hơn nữa, hắn vẫn luôn tìm kiếm Tu La Điện Chủ cùng người sở hữu U Linh Chiến Hồn. Nhưng trùng hợp là, hai người này lại là một người, người kia chính là Tiêu Phàm. Trong lòng đại trưởng lão, bỗng nhiên lột bột một cái, không khỏi run run, sau khi biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, hắn cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Đại trưởng lão hít sâu một cái, cắn răng nói, người đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì, đương nhiên là đem chiến thần điện quấy đến long trời lở đất. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, mục tiêu của hắn kỳ thật cũng không phải là toàn bộ chiến thần điện, hắn chỉ quan tâm chiến thần điện thiên lao mà thôi. Trong này, vô luận là người hay là hung thú, Tiêu Phàm đều chuẩn bị để bản thân sử dụng, điều kiện tiên quyết là bọn chúng nghe lời, nếu như không nghe lời, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bỏ mặc. Cười cười. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn đại trưởng lão nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, cho ngươi nhìn cái này. Lời còn chưa dứt, phía sau Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn, nhìn thấy bóng đen kia xong, toàn thân đại trưởng lão kịch liệt run rẩy. Thậm chí đến thị huyết thiên nghĩ, tà nhãn độc thiềm cùng quỷ độc ma hạt cách đó không xa cũng không ngừng run rẩy, không ngừng lui về phía sau.
lúc mấy người sợ hãi, trong miệng còn gọi tên thí thần thú. Thí thần thú, đại trưởng lão vừa sợ vừa lùi, một mặt không thể tin được nói, linh hồn thí thần thú vậy mà ở trên người ngươi. Cũng khó trách đại trưởng lão kinh khủng như thế, không nói thí thần thú, dù là thân phận tu la điện chủ cũng đủ làm chiến thần điện phát cuồng, mà hiện tại linh hồn thí thần thú rốt cuộc lại xuất hiện. Mấu chốt nhất là hai thứ này vậy mà tụ tập trên người một người, là trùng hợp hay là có người cố ý. Đại trưởng lão không dám nghĩ, hắn biết rõ lần này chiến thần điện có lẽ thật phiền phức, hai địch nhân mạnh nhất vậy mà biến thành một, địch nhân này sẽ chỉ càng mạnh. Tiêu Phàm mỉm cười thu hồi u linh chiến hồn, thản nhiên nói, hiện tại ngươi biết, cũng không cần lưu lại ngươi. Nói đến đây, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh mắt đại trưởng lão trong nháy mắt trở nên vô thần, sau đó cung kính hướng về Tiêu Phàm bái nói, bái kiến chủ nhân. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, đại trưởng lão nếu biết rõ thân phận bản thân thì cũng không cần phải giữ lại ý thức hắn, Tiêu Phàm quyết đoán xóa đi ý thức hắn. Thị huyết thiên nghĩ tam đại hung thú kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, nhất là khi nhìn thấy thí thần thú, ba thú đều có chút sợ hãi. Gặp qua chủ nhân, thị huyết thiên nghĩ quỳ xuống, nếu như trước đó hắn chỉ là không cam tâm tình không nguyện đầu nhập vào bên Tiêu Phàm. Như vậy hiện tại nó đã từ trong đáy lòng tán đồng thân phận Tiêu Phàm. Thí thần thú là cái gì nó rất rõ ràng, năm đó nó chỉ có thể ngưỡng vọng, có thể nói, thí thần thú một mực là thần tượng của nó. Bên trong thú tộc chiến hồn đại lục cơ hồ không có kẻ nào địa vị cao hơn thí thần thú. Bái kiến chủ nhân, quỷ độc ma hạt cùng tà nhãn độc thiềm cũng cung kính quỳ lạy, toàn thân nơm nớp lo sợ. Đều miễn lễ đi, về sau gọi ta là thiếu chủ là được. Tiêu Phàm nói ra, hắn không quen người khác gọi hắn là chủ nhân, khiến cho hắn cảm giác như chủ nô. Hắn sở dĩ cố ý triệu hồi ra U Linh chiến hồn kỳ thật cũng không phải là diễu võ dương oai trước mặt đại trưởng lão, mà là dùng để trấn nhiếp ba con hung thú. Sự thật chứng minh là Tiêu Phàm nghĩ đúng, ba con hung thú cho dù không có cam lòng, tạm thời mà nói cũng không dám nổi lên sóng lớn. Mang chúng ta đi thiên lao số 2. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn mặc dù rất muốn tiến về thiên lao số 1, nhưng là tiến vào thiên lao số 1 cũng không phải là đơn giản như vậy. Một khi mở ra, chiến thần điện điện chủ khả năng sẽ có cảm ứng, muốn mang đi thi thể thí thần thú sẽ không thuận lợi như thế. Mà trước đó, Tiêu Phàm chuẩn bị đem tất cả phạm nhân trong phòng giam chiến thần điện đều mang đi, địch nhân của địch nhân có thể làm bạn, huống chi tu la điện đang lúc thiếu người. Vâng, chủ nhân. Đại trưởng lão cung kính thi lễ. Mang theo Tiêu Phàm bọn hắn đi, không bao lâu liền mở ra thiên lao thời không chi giới số 2. Tiêu Phàm cùng thị huyết thiên nghĩ không chút do dự bước vào, sau một khắc, một cỗ khí tức hoang vu cổ xưa lại mục nát đập vào mặt, nơi này so thiên lao số 3 càng thêm lạnh lẽo. Ra đi, ta biết ngươi còn sống. Tiêu Phàm cũng không có tìm kiếm bốn phía, mà đề phòng nhìn bốn phía, đạm mạc nói. Thị huyết thiên nghĩ. Tà nhãn độc thiềm cùng quỷ độc ma hạt đột nhiên nhẹ giọng gầm nhẹ, cảnh giới nhìn bốn phía, bọn chúng rất rõ ràng nhốt trong thiên lao số 2 nhân vật gì. Năm đó chiến thần điện giam giữ bọn hắn chính là dựa theo mức độ nguy hiểm mà tách ra, bọn hắn gọi là hung thú, nhưng cùng trong thiên lao số 2 vẫn kém một chút. Oanh, một tiếng vang nhỏ truyền ra, tựa như chỉ là một tiếng vang đơn giản, bất quá hư không lại bỗng nhiên chấn động một cái. Tam đại hung thú cong thân thể lên. Đề phòng tới cực điểm, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, tu la kiếm trong tay đột nhiên khẽ run lên, một đạo hướng về một cái phương hướng kích xạ đi. Tam đại hung thú bị một cử động Tiêu Phàm kia dọa cho nhảy một cái, khi kiếm quang nở rộ, bọn hắn nhìn thấy một thân thể như là sơn phong lớn mấy chục trượng, toàn thân phóng kim sắc quang mang. Lớp vảy màu vàng óng tản ra quang trạch chói mắt, một cái đầu lâu to lớn nằm sấp phía trên mặt đất, ánh mắt lười biếng hơi hơi đóng mở. Liếc Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Lại là nó, trong thiên lao số 2 chỉ có nó sống sót sao? Thị huyết thiên nghĩ kinh ngạc liếc nhìn lấy tứ phương. Xác thực chỉ có kim giáp thiên long sống sót, toàn bộ các tu giả khác vì thần lực chi tinh bị lấy, thọ nguyên có hạn, chỉ có thể thôn vệ huyết khí những người khác mà sống. Tiêu Phàm đáp lại nói, đây là hắn từ trong trí nhớ chiến thần điện đại trưởng lão đọc đến tin tức. Bọn chúng năm đó đều là đến gần vô hạn thần giai đỉnh phong. Thị huyết thiên nghĩ vẫn như cũ có chút không tin nói,
bọn chúng nhất định phải dựa vào thôn vệ huyết khí mới có thể sống tiếp, kim giáp thiên long bọn chúng hẳn là không cần. Đây chẳng qua là đã từng mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, hồn lực bắt được thân thể khổng lồ kia, chậm rãi đi qua, thập phần khách khí nói, kim giáp tiền bối, vãn bối là Tu La Điện điện chủ đời thứ 19, đặc biệt mời ngài gia nhập Tu La Điện, mang ngài rời đi. Cút, không đợi Tiêu Phàm nói hết lời, kim giáp thiên long đột nhiên lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, phong bạo to lớn quét sạch tứ phương, phong nhận sắc bén rảo sát lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng sừng sững trong không trung, mặc cho phong bạo quét sạch cũng bất động mảy may, bất hủ kiếm giới quanh người hắn đem tất cả phong nhận đều ngăn cản bên ngoài. Tiền bối! Tiêu Phàm nói lần nữa. Hồng hộc, nhưng mà lần này kim giáp thiên long trực tiếp chào hỏi không đánh, một cái móng vuốt bỗng nhiên từ trên cao chém xuống, một đạo thanh âm hùng vĩ quanh quẩn tại hư không, nếu không đi vậy thì chết đi, vừa vặn rất lâu không ăn. Tiêu Phàm không nghĩ tới kim giáp thiên long cuồng bá như thế, thân hình hắn không động mảy may, Tu La huyết mạch vận chuyển mà lên, U Linh chiến hồn hiển hiện, đưa tay một kiếm liền giết đến tận đi. Bách hoa sát, một tiếng quát nhẹ, sát ý đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ kim giáp thiên long, vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát lấy thân thể nó. Một đạo thần hồng vô cùng đáng sợ trực tiếp phá vỡ móng vuốt kim giáp thiên long. Huyết vũ huy sái tại hư không. Thí thần thú, kim giáp thiên long rốt cục có chút kinh khủng, thân phận Tu La Điện chủ nó không đặt ở, nhưng thí thần thú nó cũng không dám khinh thường, người trẻ tuổi, dừng tay. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, một kiếm chém ra, lân giáp trên người kim giáp thiên long từng mảnh chóc ra, lộ ra huyết sắc màu đỏ tươi. Gọi người tiền bối là kính ngươi đã từng chiến đấu vì chiến hồn đại lục, đừng đem bản thân quá coi ra gì. Nuốt máu và xương đồng bào, giết ngươi mà nói, ngươi chính là một đầu súc sinh mà thôi. Tiêu Phàm cũng vô cùng phẫn nộ, tiểu gia cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa nãy kim giáp thiên long là đối với hắn động sát tâm, nếu như thực lực yếu thì Tiêu Phàm đã chết, hắn không phải hạng người lương thiện gì, ngươi khi phụ ta, ta còn phải cho ngươi mặt mũi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đừng bức ta, kim giáp thiên long giống giận. Lân giáp chóc ra thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Buộc ngươi lại như thế nào? Cái quái gì? Thị huyết, ma hạt, tà nhãn, cùng tiến lên, chỉ cần lưu một hơi là được. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn không phải là kẻ dễ bị uy hiếp. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, thị huyết thiên nghĩ chỗ nào còn do dự, thời kỳ tột cùng bọn hắn cố nhiên sợ kim giáp thiên long, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ là cùng giai mà thôi. Huống chi? Bốn người đánh một, nếu như còn đánh không lại kim giáp thiên long, bọn chúng cũng sẽ không cần lăn lộn tiếp. Sau một lát, thanh âm kêu rên vang vọng hư không, toàn thân kim giáp thiên long nhuốm máu, lớp vảy màu vàng óng chóc ra hơn phân nửa, kim giáp thiên long chậm rãi biến thành một đầu huyết sắc cự long. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, lân giáp kim giáp thiên long thập phần cứng rắn, Tu La kiếm cũng rất khó chảm phá, Tiêu Phàm cũng chỉ là xảo diệu cắt đứt xuống mà thôi. Hơn nữa, những kim sắc long lân Tiêu Phàm cũng không có lãng phí, tất cả đều thu nhập vào bên trong hồn giới, sau gặp lại bàn tử, để bàn tử đem bọn hắn rèn đúc thành áo giáp cho người Tu La Điện dùng. Không nên đánh nữa, sau nửa ngày, kim giáp thiên long rốt cục nhịn không được, Tiêu Phàm bọn hắn lại không giết hắn, chỉ là lấy một thân lân giáp, trên người đâu đâu cũng có vết máu, toàn thân kịch liệt run rẩy. Dừng tay, Tiêu Phàm phất tay. Thị huyết thiên nghĩ vội vàng ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn kim giáp thiên long, chỉ là giờ phút này kim giáp thiên long đã không có kim giáp, biến thành một đầu huyết sắc đại mãng. Nhìn thấy bộ dáng kim giáp thiên long, trong lòng bọn chúng cũng cân bằng không ít, chỉ ít không chỉ bọn hắn không may, kim giáp thiên long càng thêm không may. Ta bây giờ còn thiếu một tọa kỵ. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, lách mình xuất hiện ở trên đỉnh đầu kim giáp thiên long. Giống. Kim giáp thiên long phẫn nộ gào thét một tiếng, nó đường đường là thiên long huyết mạch, làm sao có thể trở thành tọa kỵ. Nó giãy giụa đầu, một ngụm hướng về Tiêu Phàm, long uy đáng sợ quét sạch mà ra. Cùng ta so long uy sao? Tiêu Phàm cười lạnh, thu hồi Tu La huyết mạch, sau một khắc, thần long chi uy đáng sợ từ trên người hắn quét sạch mà ra, thần long huyết mạch vận chuyển, quanh thân hắn ngồi xếp bằng một đầu huyết thần long to lớn. Thần long huyết mạch. Kim giáp thiên long kinh khủng nhìn Tiêu Phàm,
nếu như nói nó long uy như là giang hà, long uy Tiêu Phàm đơn giản như là biển cả, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ngươi làm sao có thể nắm giữ thần long huyết mạch? Kim Giáp Thiên Long vẫn thập phần không cam lòng nói, huyết mạch nó bên trong tiểu thế giới đã coi như là cực kỳ cường đại. Phải biết, huyết mạch hắn so với chân long huyết mạch chiến hồn đại lục đều cường đại hơn một cấp, bởi vì hắn là thiên long huyết mạch. Bất quá, thiên long huyết mạch tại trước mặt thần long huyết mạch hoàn toàn không có gì đáng nói. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại không biết, bất quá hắn có thể cảm giác được huyết mạch uy áp bản thân so với Kim Giáp Thiên Long mạnh hơn không ít. Không có cái gì không có khả năng, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, muốn chết hay là muốn sống, nếu muốn chết ta hiện tại thành toàn cho ngươi, còn muốn sống liền trở thành tọa kỵ của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Kim Giáp Thiên Long khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra, thần long tha mạng, tiểu long nguyện ý trở thành tọa kỵ. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn cũng biết long tộc là chủng tộc đẳng cấp xâm nghiêm trong ngàn vạn chủng tộc. Có thời điểm thực lực cũng không phải là tất cả, mấu chốt nhất là huyết mạch, long tộc huyết mạch Tiêu Phàm cao hơn Kim Giáp Thiên Long, Kim Giáp Thiên Long cao ngạo như thế nào cũng không bằng Tiêu Phàm, nó tự nhiên cũng phải cúi thấp đầu. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, Kim Giáp Thiên Long thực không phải tiện bình thường, gọi ngươi tiền bối không muốn thừa nhận, bây giờ bị dẫm ở dưới lòng bàn chân liền tâm phục khẩu phục. Thân hình ngươi quá lớn, thu nhỏ một chút, 3-4 trượng là được. Tiêu Phàm nói ra, sau đó trực tiếp ngồi ở trên đầu Kim Giáp Thiên Long. Thấy cảnh này, Thị Huyết Thiên nghĩ, quỷ độc ma hạt cùng tà nhãn độc thiềm tất cả đều mắt trợn tròn, long tộc không phải cao ngạo à, làm sao liền nhanh chịu thua như vậy. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng nghĩ như vậy, Kim Giáp Thiên Long có vẻ như còn không có cốt khí như Thị Huyết Thiên nghĩ bọn chúng, đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm biết rõ đẳng cấp long tộc liền sẽ không nghĩ như thế. Từ trong miệng Kim Giáp Thiên Long, Tiêu Phàm lần nữa xác nhận trong thiên lao số 2 đã không còn sinh linh khác, bọn chúng liền rời đi, sau đó xuất hiện ở thiên lao số 4. Chiến thần điện thiên lao hết thảy có 12 cái thiên lao, Tiêu Phàm tốn 2 canh giờ, trừ thiên lao số 1 còn lại đi dạo toàn bộ thiên lao một lần. Hồn thú trong 11 thiên lao cũng không có cường đại như Tiêu Phàm tưởng tượng, làm Tiêu Phàm thất vọng là hắn cũng không thấy tu sĩ nhân loại, nơi này giam giữ đều là hung thú hàng vạn năm trước. 11 thiên lao tổng cộng có 50 đầu hồn thú, từng cái đều là cửu giai hậu kỳ trở lên, hơn nữa bọn chúng đều đã từng là thần giai. Chỉ là bởi vì thần lực chi tinh đều bị chiến thần điện tước đoạt, cho nên theo thời gian trôi qua, tu vi bọn chúng đều rơi xuống không ít. Hơn nữa, tước đoạt thần lực chi tinh, bọn chúng muốn một lần nữa đột phá chiến thần cảnh liền gian nan rất nhiều, thậm chí căn bản không có khả năng. Đây cũng là một vấn đề Tiêu Phàm lo lắng. So với Chọc Thiên Hồng bọn hắn mà nói, tiềm lực những hồn thú này đã không lớn như vậy. Chọc Thiên Hồng bọn hắn chỉ là thần lực bị rút ra đi, chậm rãi liền có thể khôi phục thần giai, nhưng Thị Huyết Thiên nghĩ bọn chúng cần một lần nữa ngưng tụ thần lực chi tinh. Chỉ có thể về sau để chúng nó một lần nữa luyện hóa thần lực chi tinh. Tiêu Phàm thầm than, cái này cũng có thể là cơ hội duy nhất cho những hồn thú này lần nữa đột phá thần giai. Kỳ thật trên người Tiêu Phàm nắm giữ 3 cái thần lực chi tinh, chỉ là trước khi giải quyết lạc ấn trên thần lực chi tinh, Tiêu Phàm sẽ không để cho bất luận kẻ nào luyện hóa. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, sau đó trên người những hồn thú này đều đánh xuống tinh thần lạc ấn, lúc này mới đem tất cả bọn chúng đều đưa vào bên trong bí cảnh không gian Tu La Điện. 50 đầu hung thú nếu như nháo, Tiêu Phàm cũng không có tinh lực đi quản như vậy, bất quá có tinh thần lạc ấn. Tiêu Phàm muốn trị bọn chúng lại dễ dàng hơn rất nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, mang ta đi thiên lao số 1. Vâng, chủ nhân, thần sắc đại trưởng lão đần độn, cung kính mở miệng nói. Dưới sự hướng dẫn của đại trưởng lão, Tiêu Phàm hướng về thiên lao số 1 đi đến, trong lòng có chút tâm thần bất định, vô cùng khẩn trương. Rốt cục có thể thấy được thi thể thí thần thú trong truyền thuyết, hy vọng sự tình có thể thuận lợi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đốc đốc, tiếng bước chân thanh thúy trong không gian yên tĩnh không ngừng phóng đại, cuối cùng giống như thanh âm trung cổ, đinh tai nhức óc. Sau nửa ngày, đại trưởng lão rốt cục dừng lại bước chân trước vách tường trước mặt, Tiêu Phàm lẳng lặng đứng sau lưng nó, hai tay đại trưởng lão đánh ra từng đạo thủ ấn, so với thiên lao khác, dấu tay này phức tạp hơn rất nhiều.
bất quá vẫn khó mà thoát khỏi ánh mắt Tiêu Phàm, sau nửa ngày vách tường tựa như hòa tan, từng đạo sóng nước phía trên dập dờn, nổi lên từng đạo gợn sóng. Mấy tức sau, sóng nước chậm rãi hướng bốn phía tràn ngập ra, trung gian xuất hiện một cổng vòng hình người lớn nhỏ, phía trên cổng vòng còn có một đạo kim sắc lôi điện ngăn trở bước chân Tiêu Phàm. Chủ nhân, đây là điện chủ chiến thần điện tự mình xuất thủ phong ấn, thuộc hạ mở không ra. Đại trưởng lão cung kính quỳ nói, hơn nữa, một khi mở ra, tất sẽ kinh động điện chủ chiến thần điện. Mở ra phòng hộ thiên lao mạnh nhất. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn tự nhiên biết rõ đạo phong ấn này không phải dễ mở như vậy, điện chủ chiến thần điện làm sao có thể đem thi thể địch nhân bản thân lưu cho những người khác đâu. Vâng, chủ nhân, đại trưởng lão gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu công việc lu bù, trên bốn phía vách tường khắc họa lấy một đạo đạo văn đường, lấy hồn văn chi thuật của Tiêu Phàm bây giờ cũng khắc họa thập phần gian nan. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới dừng lại, một chỉ bắn ra, hồn văn bốn phía bỗng nhiên lưu chuyển. Cái khóa không trận văn này, hy vọng có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần điện chủ chiến thần điện không lập tức phát hiện, ta liền thành công. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Mở bàn tay. Lòng bàn tay có một đầu tằm huyết sắc, Tiêu Phàm trầm giọng nói, phệ hồn, đến lượt ngươi xuất thủ. Năng lực phệ hồn huyết tằm công thủ mặc dù không mạnh, nhưng năng lực phá phong không phải hồn thú bình thường có thể so sánh, đồng dạng phong ấn đều là hồn lực đặc thù hoặc là thần lực ngưng tụ mà thành, đây chính là thuốc bổ tốt nhất cho phệ hồn huyết tằm. Tiêu Phàm có thể nghe được phệ hồn huyết tằm phát ra từng đợt thanh âm vui sướng, ăn một cái là quên cả trời đất. Rất hiển nhiên. Điện chủ chiến thần điện lưu lại trong phong ấn không phải hồn lực, mà là thần lực. Nhưng Tiêu Phàm lại khẩn trương, hiện tại phong ấn không có mất đi cân bằng, không có đặc biệt gì nguy hiểm, nhưng dạng này phá vỡ phong ấn, cuối cùng không phải phương pháp tốt nhất. Đến thời điểm, phong ấn vẫn sẽ bắn ngược, cho nên hắn chỉ hy vọng khóa không trận văn, có thể vây khốn thần lực phong bạo cuồng bạo. Thời gian một chén trà về sau, kim sắc lôi điện chi lực bị phệ hồn huyết tàm nuốt một nửa. Cũng đúng lúc này, từng đạo lôi điện kịch liệt phóng tới tứ phương. Khóa không trận văn lưu chuyển, màn sáng đem tất cả công kích đều áp chế ở bên trong, chưa từng tiết lộ mảy may. Nhanh lên một chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại bất an, ổ khóa không trận văn căn bản không ngăn cản được bao lâu. Một khi khóa không trận văn phá vỡ, phân thân điện chủ chiến thần điện nhất định sẽ cảm ứng được vấn đề thiên lao số 1. Đến thời điểm đánh tới đoán chừng liền không phải phân thân hắn. Tiêu Phàm biết rõ thời gian lưu cho hắn không nhiều, đây chỉ là ải thứ nhất mà thôi, muốn mang đi thi thể thí thần thú khẳng định sẽ không dễ dàng như thế. Suy suy, kim sắc thiểm điện không ngừng bạo hưởng, mảnh không gian nhỏ này triệt để bắt đầu cuồng bạo, phệ hồn huyết tầm truyền đến một đạo ý niệm, phía trên đã phá vỡ một cái lỗ hổng hình người. Tiêu Phàm nào còn dám do dự. Một cái lắc mình tránh thoát kim sắc lôi điện công kích, liền xông vào trong phòng giam số 1, theo Tiêu Phàm biến mất, tự nhiên còn có phệ hồn huyết tằm. Phệ hồn huyết tằm không có tiếp tục phá hư phong ấn, phá hư càng nhiều, lực lượng lôi điện sẽ càng cuồng bạo, điểm này Tiêu Phàm rất hài lòng, khóa không trận văn khẳng định có thể tạm thời áp chế phong ấn này. Hô, lúc Tiêu Phàm xuất hiện ở trong phòng giam số 1, U Linh chiến hồn bỗng nhiên hiện lên ở bên cạnh Tiêu Phàm. Hóa thành một đạo tấm màn đen nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bay đi. Tiêu Phàm không kịp dò xét đồ vật bên trong thời không chi giới, vội vàng đi theo U Linh chiến hồn, sau một lát, thân ảnh như một tòa núi nhỏ hiện lên ở trong đầu Tiêu Phàm. Một cái thân thể đạt đến mấy chục trượng lẳng lặng nằm ở đó, thân thể dài đến mấy trăm trượng, hắc sắc long lân bao trùm quanh thân nó, phía trên lân giáp đen kịt dường như thiêu đốt lên hỏa diễm đen kịt lạnh lẽo, quỷ dị. Khác không nói, đây chính là hồn thú có hình thể to lớn nhất Tiêu Phàm gặp qua. Tại mi tâm đỉnh đầu nó mọc ra hai cái sừng to lớn dị thường sắc bén cùng lăng lệ, dù là cách nhau mấy chục trượng, Tiêu Phàm cũng cảm giác da rẻ có chút đau nhức. Tứ chi cứng cáp hữu lực giống như cầu long tản ra khí tức đáng sợ, bốn cái móng vuốt sắc bén có một nửa thật sâu khảm vào mặt đất. Tại xung quanh nó, từng đầu khóa sắt to lớn khóa lại tứ chi cùng đầu. Khóa sắt bên kia chui vào bên trong hư không vô ngần. Đây chính là thí thần thú. Tiêu Phàm trầm ngâm, hồn lực có thể rõ ràng bắt được thân ảnh nó, nhưng lại không biết hình dung như thế nào. Từ bề ngoài, thí thần thú giống như rồng mà không phải là rồng,
dường như lân mà không lân, toàn thân đen kịt, dù là chết cũng tản mát ra một loại sát phạt chi khí đáng sợ. Có lẽ cũng chính là ngoại hình thí thần thú quỷ dị cùng khí tức hồn lực riêng biệt, hồn thú khác nhận biết nó, nhìn thấy cái bóng nó đều cực kỳ sợ hãi. Nhưng theo Tiêu Phàm, thí thần thú cũng không có nhiều sợ hãi, ngược lại cho hắn một loại cảm giác thân mật. Đương nhiên, loại cảm giác này là đến từ U Linh Chiến Hồn mà thôi, mặc dù U Linh Chiến Hồn không có ký ức dĩ vãng, nhưng nó đúng là linh hồn thí thần thú. U Linh Chiến Hồn không kiêng nể gì cả gào thét, cái này vẫn là thanh âm lần thứ nhất chân chính phát ra, bất quá Tiêu Phàm không có ngăn cản nó, hơn nữa hắn đã sớm biết U Linh Chiến Hồn có ý thức bản thân riêng biệt. Hắn có thể đủ cảm nhận được nó rên rỉ cùng phẫn nộ, kỳ thật Tiêu Phàm làm sao đây? Thí thần thú sau khi chết, Chiến Thần Điện lại còn không buông tha nó, đem thi thể nó tới nơi này, bất quá khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là thí thần thú vậy mà vạn năm không nát. Nếu là đổi lại là thần thú khác, đi qua vạn năm thời gian đoán chừng thi thể đã sớm mục nát, mà thí thần thú lại tựa như ngủ. Giống, U Linh Chiến Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thân ảnh thí thần thú hướng về thi thể đánh tới. Tiêu Phàm kinh ngạc, trong lòng hắn có chút chờ mong, nếu như U Linh Chiến Hồn một lần nữa đoạt lại nhục thân nó, có thể phục sinh thí thần thú uy trấn chiến hồn đại lục hay không? Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là lắc đầu, trái tim thí thần thú có thể không ở nơi này, coi như trái tim ở nơi này cũng chưa chắc có thể một lần nữa sống sót. Oanh, đột nhiên, một cỗ sóng sức mạnh to lớn từ trên thi thể thí thần thú bộc phát ra, U Linh Chiến Hồn bị đánh bay, cùng lúc đó phía trên thi thể thí thần thú đột nhiên hiện ra một đạo kết giới kim sắc lôi điện. Quả nhiên, vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được sự tình sẽ không đơn giản như thế, phía trên bị điện chủ Chiến Thần Điện bố trí một đạo kết giới. Hơn nữa, kim sắc lôi điện tản ra lực lượng áo nghĩa, cùng tử lôi lần trước không sai biệt lắm. Cảm nhận được cỗ kim sắc lôi điện cuồng bạo kia, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, trong lòng trầm giọng hỏi, Phệ Hồn, người phá vỡ kết giới lôi điện cần bao lâu? Phệ Hồn Huyết Tàm rất nhanh liền truyền đến một đạo ý niệm, phá vỡ lôi điện áo nghĩa chí ít cần thời gian 10 ngày. Thời không chi giới tốc độ thời gian trôi qua đại khái là gấp 3 ngoại giới, nói cách khác, ngoại giới chí ít cần 3 ngày. Trong lòng Tiêu Phàm tính toán, thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Bởi vì khóa không trận văn chưa chắc có thể kiên trì 3 ngày, nếu như điện chủ Chiến Thần Điện biết phong ấn của hắn bị phá vỡ, nhất định sẽ trước tiên chạy tới nơi này, về sau muốn mang thân thể thí thần thú đi sẽ càng thêm gian nan. Như thế, vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở đại trưởng lão, hy vọng thiên lao có thể ngăn trở điện chủ Chiến Thần Điện nửa ngày. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ngoài ra để cho hắn lo lắng là xích sắt vây khốn thí thần thú cũng khẳng định không phải dễ dàng có thể mở ra như vậy, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm tu la kiếm trong tay. Những ngày qua, hắn đối với tu la kiếm càng thêm sâu sắc, giờ phút này tu la kiếm sớm đã cùng tâm thần hắn hòa làm một thể. Lão bằng hữu, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, tu la kiếm rung động nhẹ nhẹ một cái, kiếm khí sắc bén điên cuồng tứ ngược, tựa như đang trả lời Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, trong lòng hắn đã đại khái có chủ ý, đưa tay vung lên, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, trong nháy mắt rơi vào phía trên kim sắc lôi điện. Phệ Hồn, cho ngươi 3 ngày. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn triệu hồi U Linh Chiến Hồn, lách mình bay về phía cửa vào, hắn hiện tại muốn làm chính là làm cho khóa không trận văn vững chắc, cho Phệ Hồn Huyết Tầm tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thiên Thần Phong Đỉnh, Chiến Thần Điện chủ bên trong đại sảnh, một đạo kim sắc lôi điện như ẩn như hiện, uy thế đáng sợ quét sạch bên trong cả tòa đại sảnh. Tại sao ta cảm giác phong ấn bên trong thiên lao số 1 bị phá vỡ? Kim sắc lôi điện rung động không thôi. Một đạo từ tính rất có thanh âm từ trong lôi điện truyền ra. Nhìn kỹ sẽ phát hiện kim sắc lôi điện lộ ra một khuôn mặt mơ hồ, tựa như một người tắm rửa ở trong đó. Bên trong thân ảnh kim sắc lôi điện không phải ai khác, chính là đệ nhất phân thân điện chủ Chiến Thần Điện. Hẳn là sẽ không, phòng ấn kia trừ phi chiến thần cao giai xuất thủ, bằng không tuyệt không có khả năng phá vỡ, coi như phá vỡ, bản tôn cũng có thể cảm ứng được, kịp thời nhắc nhở ta mới đúng. Đệ nhất phân thân nghĩ thầm. Bất quá loại cảm giác này rất kỳ lạ, chỉ là không dám xác định mà thôi, hơn nữa, thời khắc mấu chốt nhất hắn cũng đang bế quan, không thể tùy tiện rời đi nơi này.
vì đề phòng vạn nhất, vẫn là để người đi nhìn xem, thông chi đại trưởng lão một cái. Đệ nhất phân thân cũng là một người cẩn thận, thà tin là có, không thể tin là không. Càng nghĩ, hắn vẫn là truyền âm gọi kim giáp lão giả nhị trưởng lão. Lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo thanh âm, bái kiến điện chủ, không biết điện chủ đại nhân tìm thuộc hạ đến có chuyện gì. Ngươi nhanh chóng đi thiên lao xem xét, hỏi đại trưởng lão phải chăng có dị thường gì xảy ra không, nếu có, trước tiên thông chi bản điện chủ. Thanh âm đệ nhất phân thân uy nghiêm vang lên, ngữ khí không cần phản kháng. Vâng, điện chủ, nhị trưởng lão cung kính bái, sau đó quay người tiến về vị trí thiên lao. Trên đường, trong lòng nhị trưởng lão một mực buồn bực, thiên lao nhiều năm như vậy đều không có dị thường gì, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện sự tình đâu. Tiểu tử kia cũng đã chết, cho dù có vấn đề, khẳng định cũng không phải hắn chơi đùa. Nhị trưởng lão nghĩ thầm. Bất chi bất giác, nhị trưởng lão đi tới cửa ra vào thiên lao, dò xét bốn phía một cái, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Nhị trưởng lão, ngài làm sao tới? Thủ vệ nhìn thấy nhị trưởng lão, cung kính nói. Điện chủ đại nhân để cho ta tới thiên lao xem xét một cái, các ngươi ở nơi này phòng thủ, gần nhất có cái gì đặc thù phát sinh hay không? Nhị trưởng lão hỏi. Hồi bẩm nhị trưởng lão, không có. Trong đó một người thủ vệ lắc đầu nói. Nhưng mà một người khác lại nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, nhị trưởng lão, ngày buổi sáng hôm nay có thuộc hạ tuần tra bên trong nghe được một chút tiếng đánh nhau. Hôm nay là thông lệ kiểm tra nhà tù, nhất định là hồn thú trong thiên lao lại treo lên, dạng sự tình này trước kia thường xuyên phát sinh. Trước đó thủ vệ kia nói ra, nói như vậy cũng đúng, bất quá hôm nay động tĩnh đánh nhau hơi có chút lớn. Một thủ vệ khác gật đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Các ngươi hảo hảo phòng thủ, ta đi vào tìm đại trưởng lão nhìn xem. Nhị trưởng lão cau mày một cái, trong lòng hắn cũng hoài nghi, nhìn đến điện chủ để cho ta tới nhìn xem cũng không phải là không có lý. Nhị trưởng lão đối với thiên lao cũng hết sức quen thuộc, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu thiên lao, không đợi hắn mở miệng, thanh âm đại trưởng lão vang lên, nhị trưởng lão, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy nhị trưởng lão, đáy mắt đại trưởng lão lóe qua một vòng lãnh quang. Một màn này nhị trưởng lão không nhìn thấy, còn người hắn thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, muốn xem ra khác biệt nơi này. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt khác, thiên lao cùng bình thường không có cái gì, bất quá, trong lòng hắn có chút bất an. Nhị trưởng lão? Đại trưởng lão lại hỏi, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Đại trưởng lão, ta liền cố ý đến dạo chơi, thuận tiện hỏi một chút, lần trước tiểu tử kia chết hay chưa? Nhị trưởng lão cười cười nói. À, tiểu tử kia chịu không được, tiến đến không nổi ba ngày liền bị hung thú giết chết. Đại trưởng lão lơ đễnh nói, lần này phát ra sát ý càng đậm. Bị Tiêu Phàm xóa đi ý thức, Phàm là người muốn Tiêu Phàm chết, đại trưởng lão đều sẽ lập tức diệt trừ, có thể ẩn nhẫn một cái đã là thập phần không tồi. Nhị trưởng lão cảm nhận được sát ý trên người đại trưởng lão, trong lòng hơi kinh hãi, đại trưởng lão muốn giết mình. Thật sâu nhìn đại trưởng lão một cái, nhị trưởng lão phát hiện, đại trưởng lão cùng ngày xưa có chút khác biệt, con mắt không có bất kỳ tình cảm gì. Nếu đã chết, vậy ta liền cáo từ, lần sau lại đến tìm đại trưởng lão uống rượu. Nhị trưởng lão cũng sống mấy trăm năm, tâm trí coi như kiên định, mặt ngoài vẫn như cũ hiện lên nụ cười. Dứt lời, cũng không đợi đại trưởng lão phản ứng, nhị trưởng lão quay người liền hướng bên ngoài đi đến. Vừa vặn lão hủ cũng không trò chuyện, nhị trưởng lão làm sao hiện tại không bồi ta uống vài chén. Đại trưởng lão nơi nào sẽ để nhị trưởng lão rời đi, trong nháy mắt ngăn nhị trưởng lão lại. Đại trưởng lão, ta bây giờ còn có chút chuyện, nếu không chờ ta đem sự tình xử lý xong lại đến. Nhị trưởng lão giật mình, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định thiên lao khẳng định xảy ra vấn đề, hôm nay đại trưởng lão biểu hiện cũng quá quỷ dị. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi thiên lao, đem sự tình nơi này bẩm báo điện chủ. Sự tình gì còn có gì quan trọng hơn uống rượu? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ phía sau nhị trưởng lão truyền đến. Nhị trưởng lão bỗng nhiên run một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, ngươi thế nào không chết? Bái kiến chủ nhân, đại trưởng lão lại cung kính thi lễ. Chủ nhân! Nhị trưởng lão hoàn toàn mắt trợn tròn,
Tiêu Phàm không phải là bị phong ấn à, làm sao còn sống? Đại trưởng lão lại còn gọi hắn là chủ nhân. Sau đó, nhị trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi dám phản bội chiến thần điện, phản bội điện chủ, ngươi có biết hậu quả không? Ta không biết phản bội chiến thần điện có hậu quả gì, ta chỉ biết rõ hậu quả phản bội chủ nhân. Đại trưởng lão lắc đầu. Ai nói đại trưởng lão phản bội chiến thần điện? Tiêu Phàm cười ha ha nói, đại trưởng lão thấy thế đột nhiên đi đến một bên, hai tay kết ấn, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn. Nhị trưởng lão, đi vào đi. Tiêu Phàm thủ thế mời. Hừ, các ngươi có biết là điện chủ đại nhân bảo ta tới dò xét, nếu như ta không thể quay về, điện chủ nhất định sẽ lần nữa phái người đến. Đến thời điểm đó, các ngươi đều đi không nổi. Nhị trưởng lão đề phòng nhìn hai người, cười lạnh nói, đại trưởng lão, ngươi cũng đừng quên nơi này dù là cường giả chiến thần cảnh cũng không thể xé mở hư không để đào tẩu. Ta cũng không phải không cho ngươi trở về, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ trở về. Tiêu Phàm cười nói, đưa tay vung lên, huyết ma lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiêu Phàm nói, lần trước không được long lân kim giáp trên người nó, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội. Đa tạ thiếu chủ. Huyết ma vô cùng kích động, nhìn long lân kim giáp chiếu lấp lánh trên người nhị trưởng lão. Sắc mặt nhị trưởng lão hoàn toàn thay đổi, lách mình liền chuẩn bị vòng qua đại trưởng lão chạy trốn, đáng tiếc, thực lực hắn cùng đại trưởng lão vẫn có chút chênh lệch. Huống chi huyết ma cũng đi rất nhanh, một cái bàn tay to lớn đem nhị trưởng lão đánh vào trong quang môn, huyết ma không chút do dự xông vào. Tiêu Phàm phất tay, long mãng cùng chọc thiên hồng xuất hiện ở bên người. Trầm giọng nói, các ngươi đi giúp huyết ma, tốc chiến tốc thắng. Được. Long mãng cùng chọc thiên hồng cũng không chút do dự tiến vào bên trong thiên lao. Nếu như còn có người tiến đến, đem bọn hắn ném vào bên trong thiên lao. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh cho đại trưởng lão, trong lòng hắn thầm nhủ một câu, nguyên bản ta còn không có tự tin kéo dài 3 ngày, bất quá có nhị trưởng lão vậy thì khác rồi. Thời gian không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ. Bọn huyết ma liền mang theo nhị trưởng lão chồng chất vết thương xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, long lân kim giáp trên người cũng đã xuất hiện ở trên thân huyết ma. Điện chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị trưởng lão gào thét. Đáng tiếc, ngươi nhìn không nổi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hai đạo lục quang đột nhiên bắn vào mi tâm nhị trưởng lão đỏ mắt đều là vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Bất quá hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, 20, 30 hô hấp, Tiêu Phàm liền triệt để khống chế hắn. Về phần ký ức hắn, Tiêu Phàm cũng không xem nhiều, hắn đến thiên lao đã có chút thời gian lại không quay về, điện chủ chiến thần điện khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Tiêu Phàm dùng lực lượng bạch thạch khôi phục toàn bộ thương thế nhị trưởng lão, sau đó thay đổi một thân y phục giống nhau như đúc, chỉ ít mặt ngoài nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt. Sau đó lại lấy ra một vò rượu chút vào trong miệng nhị trưởng lão. Biết nên nói như thế nào rồi chứ? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Biết rõ, chủ nhân. Nhị trưởng lão cung kính gật đầu. Đi đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong lòng hắn may mắn lần này tới cũng không phải là điện chủ chiến thần điện, mà là nhị trưởng lão, bằng không mà nói, sự tình liền không đơn giản như vậy. Đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện khẳng định tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Trong lúc nhất thời không thể rời khỏi, bằng không mà nói lần trước hắn cũng sẽ không thi triển toàn bộ thực lực diệt sát chúng ta. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn hiện tại muốn làm chính là kiên trì 3 ngày, để phệ hồn huyết tầm phá vỡ đạo phong ấn kia. Nhị trưởng lão trở lại chiến thần điện, đem sự tình bản thân đã sớm nghĩ nói giảng thuật một lần, đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện cũng không có phát hiện điều gì kỳ quái. Nguyên bản hắn còn hoài nghi nhị trưởng lão tại sao đi lâu như vậy. Bất quá khi hắn ngửi được mùi rượu trên người nhị trưởng lão cũng liền thoải mái, bởi vì đại trưởng lão bình thường đều yêu thích rượu, nhị trưởng lão bị đại trưởng lão lưu lại đến uống vài chén cũng hợp lý. Thời gian từng ngày trôi qua, ngoại giới rất nhanh liền đã qua 3 ngày, phân thân điện chủ chiến thần điện lần nữa lăng không xuất hiện ở bên trong đại điện, trên người tản ra một cỗ khí thế cuồng bạo. Đầu tiên là một đạo lôi điện cuồng bạo trong đại điện bành trướng mãnh liệt. Bất quá mấy tức về sau liền biến thành một dáng người nam tử trung niên cường tráng, sắc mặt uy nghiêm. Ha ha, rốt cục thành công, về sau bản điện chủ lại thêm một bộ huyết nhục chi khu, hơn nữa thân thể bản thần này lại ẩn chứa một tia thí thần thú huyết mạch,
có được vô hạn khả năng trưởng thành. Trên mặt đệ nhất phân thân tràn đầy ý cười. Qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có tu luyện công pháp đặc thù gì, mà là dung luyện huyết mạch thí thần thú, ngưng tụ thành nhục thân mới, rốt cục hiện tại hắn thành công. Giờ phút này trên người hắn phát ra khí tức vô cùng cuồng bạo, thậm chí có loại xu thế muốn bước vào chiến thần cảnh. Hả, đột nhiên, thần sắc đệ nhất phân thân vô cùng ngưng trọng, trong đầu quanh quẩn một đạo thanh âm, sau đó sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó nhìn, lại có người phá vỡ phong ấn bản tôn lưu lại ở thiên lao số 1. Bản điện chủ cũng phải nhìn xem ai mà to gan như vậy. Thời khắc ảo não, đệ nhất phân thân bỗng nhiên mở cửa điện đi ra ngoài, hắn hiện tại vừa mới nắm giữ nhục thân, cũng vừa vặn thích ứng thực lực nhục thân một chút. Bên trong thiên lao số 1, thần sắc Tiêu Phàm ngưng trọng, theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Phệ hồn huyết tầm đang phá giải phong ấn quanh thân thí thần thú, mắt thấy sắp phá vỡ phong ấn kia, một đạo thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong đầu Tiêu Phàm. Chủ nhân, điện chủ chiến thần điện đến, thanh âm đại trưởng lão vang lên bên tai Tiêu Phàm. Mở phòng ngự thiên lao, Tiêu Phàm biến sắc, không chút do dự nói. Hắn biết điện chủ chiến thần điện sớm muộn sẽ cảm ứng được phong ấn xảy ra vấn đề. Đến hiện tại mới cảm ứng được, Tiêu Phàm đã thập phần may mắn, chỉ là phá giải phong ấn cũng đến thời kỳ mấu chốt cuối cùng, hắn không thể để xảy ra nhiễu loạn gì. Vâng, chủ nhân, đại trưởng lão gật đầu, không chút do dự mở ra trận pháp phòng hộ thiên lao, trận pháp này là năm đó bản tôn điện chủ chiến thần điện để người Bắc thần gia tộc bố trí. Dù là chiến thần cảnh muốn phá vỡ cũng thập phần không dễ dàng. Về phần phân thân điện chủ chiến thần điện phải chăng biết rõ phương pháp phá giải trận pháp hay không thì Tiêu Phàm không biết được. Bất quá bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây là phương pháp duy nhất có thể kéo dài thời gian. Tiêu Phàm cũng dứt khoát không còn kiên trì khóa không trận văn, điện chủ chiến thần điện đã biết rõ việc này, kiên trì trận văn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Oanh! Đột nhiên hư không rung rung, mặt đất lay động hết sức lợi hại, Tiêu Phàm biết đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện khẳng định đã phá giải trận pháp phòng ngự thiên lao. Hồn lực hắn quét bên ngoài một cái, sau đó quay người hướng về vị trí thí thần thú bay đi. Phệ hồn, còn bao lâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, rất nhanh liền được phệ hồn huyết tầm trả lời chắc chắn, vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc vô cùng, ngưng tiếng nói, thời gian một nén nhang, người cần phải xác định. Đừng để kéo thêm mấy ngày, nói cho ta một thứ đại khái. Cũng khó trách Tiêu Phàm có chút khó chịu, phệ hồn huyết tầm nguyên bản nói chỉ cần thời gian 10 ngày, hiện tại qua nhanh 11 ngày phệ hồn huyết tầm vẫn không thể phá vỡ phong ấn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đột nhiên cầm tu la kiếm trong tay chậm rãi hướng về bốn phía xích sắt đi đến, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn hiện tại nhất định phải chém xích sắt này. Ngoại giới, càng ngày càng nhiều người tụ tập chung quanh thiên lao. Điện chủ chiến thần điện đứng ở phía trước, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, người biết hậu quả phản bội chiến thần điện không, chính là diệt cửu tộc. Hiện tại mở trận pháp thiên lao ra, bản điện chủ có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà đại trưởng lão vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, hắn hiện tại đã bị Tiêu Phàm xóa đi ý thức tự thân, sẽ chỉ bảo hộ an nguy Tiêu Phàm, nào sẽ cố kỵ cái khác. Nhìn thấy bị đại trưởng lão không nhìn. Thần sắc chiến thần điện điện chủ khó coi tới cực điểm, quay đầu nhìn về phía sau nói, thông chi thần kiếp chi địa chưa? Hồi bẩm điện chủ, còn cần thời gian một chén trà mới có thể chạy tới. Trong đó một người áo đen mở miệng nói. Vậy liền để cho ngươi đắc ý thời gian một chén trà. Chiến thần điện chủ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Bên trong thiên lao số 1, Tiêu Phàm liên tục chém ra mấy kiếm nhưng mà xích sắt vẫn vững như Thái Sơn. Bên trên chỉ lưu lại mấy ngấn mà thôi. Chẳng lẽ kiếm đạo ý chí còn chưa đủ mạnh sao? Tiêu Phàm vuốt ve tu la kiếm hơi hơi rung động, tựa như trấn an Tiêu Phàm. Ta biết rõ đây không phải toàn bộ thực lực của ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, trên người chậm rãi bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén, toàn thân tu la kiếm cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, trường kiếm mấy trượng bắn ra quang mang. Tiêu Phàm cũng giống như biến thành một chuôi thần kiếm vô địch, hắn cảm ngộ thời gian mắt mù này bản thân đang lĩnh ngộ kiếm đạo. Nếu không phá nổi, vậy liền lại cắt mở một lớp phong ấn. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ nói, tu la điện rung động, răng rắc một tiếng vang giòn, tựa như một tầng cấm chế bị phá vỡ. Ngay sau đó,
từng đạo chi khí sắc bén không thể địch nổi từ trên tu la kiếm bộc phát ra, kiếm khí màu đỏ bạo tăng hơn 10 lần, vẻn vẹn phát ra kiếm khí dường như liền có thể xé mở tất cả. So với trước đó, tu la kiếm càng sắc bén gấp bội, liếc mắt nhìn một cái, trên tu la kiếm phát ra hàn quang sắc bén cũng đủ làm cho khắp cả người thâm hàn. Tu la kiếm, giải phong đệ tam trọng, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên tu la kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, từng đạo huyết sắc lợi mang bắn ra. Phốc, phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, xích sắt vô cùng chắc chắn đột nhiên như là giấy mỏng bị kiếm khí tu la kiếm cắt ra, nếu để cho chiến thần điện chủ biết nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, xích sắt này dùng tinh thần cương vạn năm luyện chế thành, cho dù là thần binh cũng không thể hủy diệt, nhưng hiện tại lại bị kiếm Tiêu Phàm tùy tiện chém đứt, hoàn toàn như cắt giấy mỏng. Ngay lúc đó, phệ hồn huyết tầm hóa thành một vệt sáng bay vào thể nội Tiêu Phàm, hiển nhiên là phong ấn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lần này Tiêu Phàm thập phần hài lòng, phệ hồn huyết tầm lần này phá phong ấn nhanh hơn dự kiến, hô. U linh chiến hồn lần nữa ly thể phóng tới thi thể thí thần thú, xông vào bên trong mi tâm nó, đáng tiếc thi thể thí thần thú vẫn bất phi sở động. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm đoán được, u linh chiến hồn đã không còn là linh hồn thí thần thú trước đây. Nó chỉ là nhất trọng tân sinh mà thôi. Cỗ thi thể này mặc dù chết cũng không hàng nhưng nó đã chết đi trên vạn năm, hơn nữa cũng mất đi trái tim, muốn sống sót trừ phi một lần nữa ngưng tụ tinh khí thần. Nhưng mà quá trình này vô cùng gian nan, dù lấy năng lực Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm được, chuyện này đã tương đương với khởi tử hồi sinh. Rời khỏi nơi này trước đã, Tiêu Phàm thở dài. Hắn bây giờ chỉ có thể giúp U Linh chiến hồn đem thi thể nó rời khỏi nơi đây. Hắn cũng muốn xử lý thi thể thí thần thú, dù sao đây chính là thi thể thần giai thần thú, liền cứ như thế chôn đi thì quá đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không có khả năng làm tổn thương U Linh chiến hồn, những năm này nếu như không có U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới bây giờ cảnh giới. U Linh chiến hồn rời thi thể thí thần thú, trở lại bên người Tiêu Phàm. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận ý nghĩ Tiêu Phàm. Hồn lực Tiêu Phàm chậm rãi tràn ra, hướng về thi thể thí thần thú bao phủ tới, di chuyển thi thể lớn như vậy đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là việc tốn thể lực. Dừng tay, coi như Tiêu Phàm chuẩn bị đem thi thể thí thần thú thu nhập vào bên trong tiểu thiên địa, một tiếng quát như sấm truyền ra, lại nhìn thấy lối vào thiên lao số 1, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều người không ngừng xuất hiện. Một cỗ khí tức thần giai cuốn tới, tâm thần Tiêu Phàm khẽ động, trong nháy mắt đem thi thể thí thần thú thu nhập vào bên trong tiểu thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Phàm cảm giác cổ mình bị từng bàn tay bóp lấy, hoàn toàn không thể động đậy, trong lòng hắn may mắn, chỉ thiếu một chút xíu kế hoạch của hắn đã thất bại. Chiến thần cảnh, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc cảm thụ được khí tức cường đại của những thân ảnh ở lối vào phát ra, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn không có bất kỳ sợ hãi gì, ngược lại bình tĩnh lạ thường, tựa như đối mặt cũng không phải là cường giả chiến thần cảnh mà là một nhóm gà đất chó xanh. Điện chủ đại nhân, là khí tức của tu la kiếm. Đột nhiên, một người áo đen trong đó mở miệng nói, con người sắc bén nhìn chăm chú Tiêu Phàm. Điện chủ chiến thần điện gật đầu tựa như đã sớm biết rõ, dù sao, đại trưởng lão đang bị một chiến thần cảnh sách trong tay. Chiến thần cảnh từ trong đầu đại trưởng lão lấy được một chút tin tức vẫn là không khó. Sau đó, hắn nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi lại chính là Tu La Điện Chủ, khó trách mạng ngươi ngoan cường như vậy, bất quá, Tu La Điện Chủ thế hệ này là một kẻ yếu nhất mà bản Điện Chủ từng gặp qua. Có đúng không, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại một mặt cười. Điện chủ chiến thần điện cau mày một cái. Hắn không biết tại sao Tiêu Phàm bình tĩnh như thế, một chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nơi này tùy tiện một chiến thần cảnh đều có thể nhẹ nhàng giết hắn. Hơn nữa, một khi giết hắn, Tu La truyền thừa cũng thoát không được nơi này, từ nay về sau vô cùng có khả năng sẽ không còn Tu La điện chủ. Kiếm Hồng Trần, đem thí thần thú giao ra, bản điện chủ cho ngươi một cái chết thống khoái. Âm thanh điện chủ chiến thần điện lạnh lùng nói. Tựa như hắn đối với Tu La Điện điện chủ cũng không có quá nhiều e ngại, ngược lại càng thêm lo lắng thi thể thí thần thú. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là rất dễ hiểu, từng ấy năm tới nay như vậy, Tu La Điện chủ mặc dù tại chiến hồn đại lục lưu lại vô số truyền thuyết,
nhưng mỗi một thời đại tu la kiếm chủ đều đào thoát không được vận mệnh tử vong. Điện chủ chiến thần điện tự nhiên sẽ không e ngại tu la điện chủ, về phần tại sao lo lắng phệ hồn thú, Tiêu Phàm lại không biết được, bất quá hắn cũng có thể đoán được một chút, thí thần thú so với tu la điện chủ đoán chừng còn kinh khủng hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như chính là đang đợi đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện đến. Hừ, tu la điện nhất mạch đều là tiện xương cốt, điện chủ đại nhân, lão hủ nguyện ý bắt lấy hắn. Trong đó, một hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Chuẩn, điện chủ chiến thần điện gật đầu, hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp lại không nói nổi. Điện chủ đại nhân, không biết nếu như ngươi biết ta giết đệ nhất phân thân của ngươi, còn có mười mấy chiến thần cảnh này thì sẽ có ý nghĩ gì? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng cười nói. Vừa dứt lời, hai mắt hắn nhắm chặt tựa như tùy thời có thể mở ra. Tu la thần nhãn, người vậy mà tu luyện tu la thần nhãn. Điện chủ chiến thần điện nhìn thấy một màn này, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, cả kinh kêu lên, nhanh, giết hắn, đừng để hắn mở hai mắt ra. Điện chủ chiến thần điện rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao một mực nhắm hai mắt, trong lòng hắn thập phần hối hận, sớm biết liền sớm giết Tiêu Phàm rồi. Nói xong câu đó. Điện chủ chiến thần điện lại nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy, căn bản mặc kệ thập đại chiến thần chết sống. Chiến thần cảnh khác nào dám phản kháng mệnh lệnh chiến thần điện điện chủ, mặc dù bọn hắn biết tu la thần nhãn lần thứ nhất mở mắt rất khủng bố, nhưng bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn mở ra thần nhãn cũng rất khó. Thập đại chiến thần cường giả không chút do dự nhào về phía Tiêu Phàm. Giống, Tiêu Phàm ra sức gào thét một tiếng. Trong nháy mắt thể nội thôi phát hơn phân nửa tu la thần lực, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch đồng thời vận chuyển, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đồng thời hiển hiện, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, tránh thoát thập đại chiến thần giam cầm. Ngay lúc đó, hai mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, huyết sắc quang mang từ trong con người bắn ra giống như tuyệt thế cực quang xé mở tất cả, hủy diệt tất cả, tản ra khí tức vô cùng đáng sợ. Đồ vật trong mắt của hắn. Phàm là bị huyết sắc quang mang bao phủ, tất cả đều nhanh chóng bị chôn vùi, dường như phía dưới con mắt, trừ hư vô, rốt cuộc không để lại gì khác. Nếu như nhìn kỹ, hai mắt Tiêu Phàm không có con ngươi, toàn bộ đều là huyết sắc, tràn ngập máu tanh và giết chóc. Thập đại chiến thần cảnh cường giả thấy thế, con ngươi run rẩy kịch liệt, bọn hắn rất muốn xé mở hư không thoát khỏi nơi này, nhưng nơi này chính là thiên lao chiến thần điện, chiến thần cảnh đều không phá nổi hư không. Phốc, một chiến thần cảnh cường giả bị huyết sắc quang mang thôn phệ, trừ một khỏa tinh thể phát sáng, cái gì cũng không lưu lại. Có kẻ thứ nhất liền có kẻ thứ hai, khoảng chừng mấy tức, toàn bộ thập đại chiến thần cảnh đều bị giết sạch. Đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện chạy trốn tới thời không chi giới sợ hãi tới cực điểm, cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là đệ nhất phân thân để lại một câu nói cuối cùng. Cũng khó trách hắn phẫn nộ như thế, vừa mới ngưng tụ thành cỗ nhục thân không gì sánh kịp liền bị Tiêu Phàm hủy đi dễ dàng như vậy. Thế nhưng, dưới con mắt Tiêu Phàm, trừ hủy diệt cùng tử vong thì không còn gì khác, dù là Tiêu Phàm cũng bị uy lực tu la thần nhãn đáng sợ làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn đứng tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thậm chí ngay cả chiến thần cảnh đều có thể miểu sát. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, nhìn thấy một màn trước mắt. Hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm sở dĩ dám thi triển khổ nhục kế tiến vào thiên lao, ỷ vào chính là uy lực kinh khủng lần thứ nhất tu la thần nhãn mở ra. Hắn biết lần thứ nhất tu la thần nhãn mở mắt sẽ rất khủng bố, ứng phó chiến thần cảnh hẳn không có vấn đề gì. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tu la thần nhãn sẽ khủng bố như vậy, liền chiến thần cảnh đều có thể miểu sát, hơn nữa còn thuận tiện diệt đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện. Hơn nữa không chỉ như thế, những tu sĩ đi theo điện chủ chiến thần điện đến cũng tất cả đều bị huyết sắc quang mang chôn vùi. Thậm chí, huyết sắc quang mang còn xông phá trói buộc thiên lao, trực tiếp hủy thời không chi giới, từ nay về sau, chiến thần điện thiên lao xem như triệt để phế. Thần lực chi tinh, con người Tiêu Phàm màu đỏ tươi nhìn 10 khỏa thần lực chi tinh lơ lửng chiếu lấp lánh trong hư không, đưa tay vung lên, 10 khỏa thần lực chi tinh trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm ứng lạc ấn trên 10 khỏa thần lực chi tinh đặc biệt đã bị tiêu trừ, nghĩ vậy,
Tiêu Phàm vội vàng lấy ra ba khỏa thần lực chi tinh tại Lâu Lan cổ địa. Tại huyết sắc quang mang trùng kích vào, phía trên có một cỗ lực lượng huyền diệu cường đại trong nháy mắt bốc hơi, nhìn thấy một màn này, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện ra ý cười. 13 mai thần lực chi tinh, Tu La Điện có thể tạo nên 13 vị cường giả chiến thần, đương nhiên, cùng lực lượng chiến thần điện so sánh lại là tiểu vu gặp đại vu. Đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, đạp chân xuống, thân hình đột nhiên hướng về không trung kích xạ đi. Lực lượng Tu La thần nhãn kiên trì không được bao lâu, hắn hiện tại còn có một việc cần hoàn thành, không muốn lãng phí sức mạnh vô thượng của Tu La thần nhãn. Thời gian một nén nhang trước đó, dưới thiên thần phong, mấy đạo bóng người trong rừng nhanh chóng xuyên qua, sau một lát, mấy người hội tụ đến cùng một chỗ. Người đâu, sao không thấy, không biết, rõ ràng chạy đến nơi đây, tại sao sẽ đột nhiên không thấy đâu nữa. Danh con chạy thật nhanh, đừng để lão tử bắt được hắn, bằng không không phải đem hắn lột ra. Được rồi, muốn xông vào thiên thần phong không phải dễ dàng như vậy, cũng không mấy ai to gan như vậy. Chúng ta liền xem như không hề phát hiện thứ gì đi, bằng không trưởng lão biết được, mấy cái mạng nhỏ chúng ta sẽ không còn. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, xác định nơi này không có bất luận bóng người nào, liền biến mất ở bên trong sơn lâm. Chờ mấy người đi xa, một đạo thân ảnh đột nhiên hiển lộ đi ra, hai mắt tặc lưu lưu liếc nhìn lấy tứ phương, bóng người không phải ai khác chính là Sở Phiền hơn 3 tháng trước từ Vô Song Thánh Thành chạy tới thần vực. Nhìn thấy mấy người rời đi, Sở Phiền cực kỳ khinh thường nói, muốn bắt tiểu gia, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi. Sớm tại hơn 2 tháng trước, Sở Phiền liền chạy tới thần vực, tốn thời gian rất lâu tìm hiểu tin tức Sở Linh Nhi, hắn cuối cùng được biết Sở Linh Nhi bị một kẻ gọi Kiếm Hồng Trần đưa vào trong không gian bí cảnh. Mà Kiếm Hồng Trần lại bị chiến thần điện phong ấn tu vi, đánh vào thiên lao. Càng nghĩ, Sở Phiền vẫn là quyết định cứu Kiếm Hồng Trần, sau đó tìm Sở Linh Nhi. Nếu như thông qua Sở gia tìm đến Tiêu Phàm, so với hắn một người mà nói, khả năng liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng nhìn Sở Phiền tuổi rất nhỏ, nhưng tâm tư thập phần kín đáo, căn bản không giống một đứa bé, cái này cùng hắn trải qua có quan hệ. Đã qua nửa năm, không biết Thi Vũ tỷ thế nào. Sở Phiền hít sâu một cái, tốc độ lần nữa tăng tốc, hướng không trung thiên thần phong xuyên đi. Ở chỗ này cổ thụ tùm. Muốn phát hiện hắn thập phần không dễ dàng, đương nhiên, dù là bị phát hiện, Sở Phiền cũng có thể thi triển hồn hóa chi thuật, trốn qua hồn lực những người khác bắt. Tốc độ của hắn nhanh, nửa chén trà nhỏ liền đi tới giữa sườn núi, nơi này thủ vệ rõ ràng xâm nghiêm hơn rất nhiều, bất đắc dĩ, Sở Phiền lần nữa thi triển ra hồn hóa chi thuật, tránh thoát tu sĩ chiến thần điện tuần tra. Xuyên qua tầng tầng bố phòng, Sở Phiền dứt khoát duy trì trạng thái hồn hóa. Trên người hắn còn có một chút hồn thạch, đủ cho hắn tiếp tục ẩn thân. Chỉ cần tìm tới Kiếm Hồng Trần liền dễ nói. Trong lòng Sở Phiền nói cho bản thân, lại tốn thời gian nửa nén hương, Sở Phiền rốt cục đi tới quảng trường khổng lồ. Hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt hắn chính là điều tra vị trí thiên lao, hắn chuẩn bị tìm một người hỏi một chút, lấy thực lực hắn, lặng yên không một tiếng động tù binh một người còn là thập phần đơn giản. Nhưng mà... Vượt qua Sở Phiền dự kiến, căn bản không gặp gỡ người lạc đàn, chiến thần điện giờ phút này thập phần hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ đều hướng đỉnh núi tiến đến. Đại trưởng lão phản bội, thật giả, nhất định là thực, điện chủ đại nhân đều bị ngăn cản bên ngoài thiên lao, nghe nói là đại trưởng lão mở thiên lao phòng hộ ra. Điện chủ đại nhân đã thông chi cho các đại nhân khác rồi. Hừ, đại trưởng lão sẽ không nổi điên chứ, hảo hảo làm đại trưởng lão không thích. Lại dám phản bội chiến thần điện. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, bên trong thanh âm đều là vẻ không tin. Bọn họ đều là chạy tới thiên lao. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Sở Phiền nghe được những lời kia, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn vừa còn nghĩ tìm người tìm kiếm vị trí thiên lao đây, hiện tại liền gặp gỡ nhiều người như vậy hướng thiên lao tiến đến. Hít sâu một cái, Sở Phiền lặng lẽ đi sau lưng những người này, mặc dù bình thường người nhìn không thấy hắn. Nhưng để phòng vạn nhất, hắn vẫn hết sức ẩn nấp đi theo. Ầm ầm, Sở Phiền vừa mới chạy tới đỉnh núi, một mảnh huyết sắc quang mang bỗng từ đằng xa phóng lên tận trời, ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hư không bị huyết sắc quang mang xé rách mà mở. Đây là cái quỷ gì, làm sao khủng bố như vậy?
Sở Phiền trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn không trung, huyết sắc quang mang làm hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Hắn có thể khẳng định một điểm là, nếu như hắn bị huyết sắc quang mang quét trúng, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, khó thoát kết cục tử vong. Những người chiến thần điện khác cũng chẳng tốt đẹp gì, trong lòng bọn hắn thấy rất may mắn bản thân còn không kịp thời chạy tới thiên lao, bằng không mà nói, bọn hắn cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người rằng co tại chỗ, toàn thân nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Hô, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt đất bắn ra, đó là một thanh niên mặc trường bào màu đen, lơ lửng không trung, lạnh lùng nhìn bốn phía. Nhất là ánh mắt huyết sắc kia, liếc mắt nhìn một cái cũng làm người ta tràn ngập sợ hãi, cảm giác tử vong cùng hủy diệt cách bản thân gần như gan tất. Chạy, đây là ý nghĩ thứ nhất khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, tu sĩ chiến thần điện rốt cuộc không có chút gì do dự, cái gì thủ hộ chiến thần điện, trước mặt tử vong đều bị bọn hắn ném lên 9 tầng mây. Đừng nói là bọn hắn, chính là những cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh chiến thần điện đó cũng hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì. Phía dưới lực lượng đáng sợ đó, ai cũng không có sức phản kháng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Sở Phiền nhỏ giọng thì thầm, hắn bây giờ là trạng thái hồn hóa, chỉ cần trong trạng thái hồn hóa là không thể nào thấy được hắn. Nhưng mà cũng ngay lúc này, một đôi con ngươi màu đỏ tươi hướng về vị trí Sở Phiền kích xạ đến, Sở Phiền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy hư không đều bị huyết sắc quang mang tràn ngập, cả người Sở Phiền đều run rẩy. Hắn muốn chạy nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, nói đến cùng, hắn vẫn còn là con nít. Không chỉ Sở Phiền, các tu sĩ chiến thần điện khác cũng đều sợ hãi không thôi, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện tử vong cách bọn hắn gần như thế. Không, đừng giết ta. Mắt thấy huyết sắc quang mang chậm rãi tới gần, Sở Phiền dốc hết toàn lực lớn tiếng gào thét, thiếu chút nữa thì khóc. Oanh một tiếng vang thật lớn, chiến thần điện kim bích huy hoàng đột nhiên nổ tung. Hóa thành bột mịn tràn ngập tại hư không, liên thông biến mất, còn có đám người dưới chân quảng trường. Bất quá, Sở Phiền cùng một đám tu sĩ chiến thần điện lại một chút việc đều không có, không ít người đúng quần chảy ra chất lỏng màu vàng, trước mặt tử vong, cho dù chiến thánh cảnh cũng không chịu nổi loại sợ hãi tử vong. Chúng ta không có việc gì, đám người có loại cảm giác chết đi sống lại, cảm thấy có chút không chân thực. Ta không chết, Sở Phiền lục lọi thân thể bản thân. Phát hiện không thiếu cánh tay thiếu chân nào, lại nhìn về phía dưới quần mình, hắn phát hiện mình bị dọa đái ra quần, Sở Phiền ảo não một trận. Hắn nâng con ngươi tức giận nhìn về phía không trung, lại nhìn thấy thanh niên áo bào đen kia đột nhiên khóe miệng dương lên, một cỗ đại lực trói buộc hắn, mang theo thân thể hắn chậm rãi hướng về không trung bay đi. Không, Sở Phiền giống to, hắn phát hiện bản thân đường đường là chiến thánh cảnh hậu kỳ vậy mà căn bản không thể động đậy. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra mình là hồn tộc huyết mạch, muốn luyện hóa bản thân? Sở Phiền ra sức phản kháng, nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào, không đến một cái hô hấp, Sở Phiền đã tới gần đạo thân ảnh kia. Tiểu tử, thế thôi mà lại bị dọa đái ra quần. Hắc bào thanh niên cười cười nói, nghiền ngẫm nhìn Sở Phiền, thanh âm hắn không có ngụy trang. Ngươi là Tiêu đại ca. Nghe được thanh âm này, trong mắt Sở Phiền đều là vẻ kinh ngạc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười cười. Sau đó không để ý tới Sở Phiền, con người màu đỏ tươi lần nữa nhìn về phía quảng trường giữa sườn núi chiến thần điện, nơi đó còn có mấy cái truyền tống ngọc đài. Huyết sắc quang mang đỏ tươi rơi trên quảng trường, những truyền tống ngọc đài đó nhao nhao nổ nát vụn, tìm tòi ký ức chiến thần điện đại trưởng lão, Tiêu Phàm biết rõ những truyền tống trận này có mấy cái là thông hướng thần kiếp chi địa. Bên trong chiến thần điện cũng có mấy truyền tống trận, là thông đạo chủ yếu cho cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện từ thần kiếp chi địa trở về, cho nên Tiêu Phàm trước tiên hủy bọn chúng. Bất quá, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có đại khai sát giới, mặc dù rất nhiều người đã bị chiến thần điện khống chế, nhưng hắn trong thời gian ngắn phân biệt không ra đến cùng cái nào bị khống chế, cho nên hắn vẫn không có đại sát đặc sát, dù sao những người này vẫn có người vô tội. Cuối cùng, còn người Tiêu Phàm rơi vào thiên thần phong to lớn, khóe miệng hơi hơi dương lên, thiên hạ đệ nhất phong sao. Một tiếng cười khẽ, hai mắt Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt như hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sắc bén vô cùng bắn ra, từ cửu tiêu bổ xuống xông thẳng đến thiên thần phong.
uy thế đáng sợ làm tu sĩ trên thiên thần phong dọa cho phát sợ, một mặt kinh khủng nhìn kiếm mang đáng sợ trên không trung. Oanh, hai đạo kiếm mang hội tụ vào một chỗ, từ thiên thần phong bổ xuống, đám người nhìn thấy một màn này cảm giác có chút rùng mình, gia hỏa này là chuẩn bị bổ thiên thần phong ra sao? Thiên thần phong đứng sừng sững vạn năm cho tới bây giờ không có bị người xâm phạm qua, đây chính là lần thứ nhất, lại càng không cần phải nói bị hủy diệt. Bọn hắn không thể tin được hai mắt bản thân, bất quá theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ kia lấy lại tinh thần, đây là thật. Không ít người điên cuồng chạy trốn, Tiêu Phàm không có giết bọn hắn, nhưng huyết sắc quang mang đáng sợ này nếu như vạn nhất đỡ âm phải, chính là gặp xui xẻo rồi. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, thiên thần phong trên cự thạch dung nhập mây xanh rơi xuống, bụi bặm đầy trời, giống như tận thế, tất cả những thứ này đều biểu thị thiên thần phong đang bị hủy diệt. Tu sĩ cảm nhận được động tĩnh to lớn, tất cả đều một mặt co quắp, không biết làm sao, mờ mịt nhìn chỗ sâu trên thiên thần phong. Đáng tiếc thiên thần phong quá cao, tu sĩ phía dưới căn bản nhìn không thấy, bọn hắn không biết phát sinh cái gì. Thẳng đến mấy tức sau, thanh âm rốt cục chậm rãi biến mất, chỉ có bụi bặm đầy trời che khuất cả tòa đỉnh núi. Mười mấy hô hấp sau mới hết thảy kết thúc, xa xa nhìn lại. Đỉnh thiên thần phong rộng lớn nguy nga có một đạo khe rãnh to lớn đem thiên thần phong một phân thành hai. Khe rãnh dài chừng vạn trượng, giống như nhất tuyến thiên, đám người không cách nào tưởng tượng khe rãnh này là do một tu sĩ chiến thánh cảnh làm ra. Nhưng mà từ nay về sau, đỉnh núi thiên thần phong cũng bởi vậy một phân thành hai, đỉnh núi bị tu la thần nhãn tiêu diệt mấy trăm trượng. Đáng tiếc đã đến giờ. Tiêu Phàm thở dài một hơi thật sâu. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem thiên thần phong chém thành hai khúc, hiện tại nhìn tới là không có khả năng thành công. Chỉ thấy huyết quang trong đôi mắt Tiêu Phàm chậm rãi biến mất, hai mắt khôi phục thanh minh, cùng bình thường không hề có sự khác biệt, chỉ là nhìn qua càng thâm thúy hơn vô cùng. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tu la thần nhãn uy lực đáng sợ cơ hồ tiêu hao toàn bộ tu la thần lực, tâm thần cũng hao tổn cực lớn. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mập nói là đáng giá, chỉ ít. Trong thời gian ngắn cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện tuyệt đối không chạy về chiến thần điện được. Mà trước đó, Tiêu Phàm còn có một việc cần hoàn thành, sau đó Tiêu Phàm mang theo Sở Phiền đem chiến thần điện cướp sạch không còn, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Nên đi lấy trái tim thí thần thú về. Làm xong tất cả những thứ này, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng tinh quang, hóa thành một vệt sáng hướng về một cái phương hướng kích xạ đi, cái hướng kia chính là vị trí huyền vực. Sau nửa ngày, thiên thần phong khôi phục bình tĩnh, sự tình nơi này cũng lan truyền nhanh chóng, chiến thần điện vỡ nát, thiên thần phong kém chút bị hủy, không một tin tức không phải là kình bạo. Một ngày này, tin tức tu la điện điện chủ xuất thế triệt để truyền khắp chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng nổi danh toàn bộ chiến hồn đại lục. So với lần này, vô song thánh thành tối đa chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, căn bản không ai đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Nhưng lần này, tất cả mọi người cảm giác Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, lần trước hắn vẫn chỉ là chiến đế đỉnh phong mà thôi, mà hiện tại cũng đã có thể uy hiếp được chiến thần điện. Phải biết, vừa qua không đến 2 năm mà thôi, đợi một thời gian, Tiêu Phàm lại sẽ trưởng thành đến cấp độ gì? Nhất là cử động Tiêu Phàm giận chém thiên thần phong làm tất cả mọi người kinh hãi không thôi, tu la điện chủ vẫn cường thế như vậy, đây là triệt để tuyên chiến cùng chiến thần điện sao? Những tu sĩ cổ tộc đối với lịch đại tu la điện điện chủ có chỗ biết, cảm giác tu la điện chủ thế hệ này quá không bình thường, liền nói tu la thần nhãn, tu la điện chủ dĩ vãng đều là đột phá chiến thần cảnh mới có thể tu luyện thành công. Nhưng tu la điện chủ thế hệ này tại chiến thánh cảnh hậu kỳ liền tu luyện ra được, đây cũng từ một phương diện đại biểu Tiêu Phàm so với lịch đại tu la điện chủ mạnh hơn không ít. Tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm tạm thời không quan hệ, sau một lát, hắn liền đã xuất hiện ở bên trong một tòa sơn lâm cách đó mấy vạn dặm. Triệu hồi ra tiểu kim hộ pháp, thân thể Tiêu Phàm chậm rãi ngọa nguậy, biến thành bộ dáng ban đầu, sau đó xếp bằng tại chỗ bắt đầu tu luyện, nửa ngày sau thân thể Tiêu Phàm mới khôi phục tới đỉnh phong. Hô, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, hắn cảm giác toàn thân thập phần thoải mái, chiến thần điện cùng thiên thần phong kém chút bị hủy cũng coi như hả giận. Đương nhiên, chính như Tiêu Phàm nói, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhiều nhất xem như tuyên chiến mà thôi, tu la điện muốn mạnh hơn chiến thần điện còn cần thời gian tích lũy.
Tiêu đại ca, lúc này, thanh âm Sở Phiền vang lên, ngữ khí hơi có chút lo lắng. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn Sở Phiền, cười cười nói, tiểu tử, ngươi không phải tiến về hồn tộc à, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở Thiên Thần Phong. Tiêu đại ca, ngươi nhanh mau cứu Thi Vũ tỷ. Sở Phiền căn bản không có trả lời vấn đề Tiêu Phàm, nửa năm qua hắn chỉ muốn tìm ra Tiêu Phàm, nói với Tiêu Phàm câu này. Cứu Thi Vũ tỷ, nghe nói như thế, con người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh, tiểu ma nữ không phải đi hồn tộc à, làm sao sẽ có nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Cảm nhận được lãnh ý trên người Tiêu Phàm, Sở Phiền không khỏi rùng mình, sau đó lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, Huyễn Ngân tỷ đem ta đưa ra khỏi hồn tộc, bảo ta nhất định tìm ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu Thi Vũ tỷ. Đúng rồi, Huyễn Ngân tỷ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Sở Phiền đột nhiên vang lên cái gì, đem một khối ngọc phù giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, không có chút gì do dự, trực tiếp bóp nát ngọc phù, một vệt ánh sáng ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trước người Tiêu Phàm, chính là quang ảnh Trầm Huyễn Ngân. Tiêu Phàm, xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt Thi Vũ. Tàn niệm Trầm Huyễn Ngân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Những lời này để nói sau, ta chỉ muốn biết, Thi Vũ đến cùng có nguy hiểm gì. Tiêu Phàm mặt âm trầm, tiểu ma nữ là người của hắn, ai chạm vào người đó chết. Đối với Trầm Huyễn Ngân, Tiêu Phàm ngược lại không có bất kỳ ý trách cứ, nếu như Trầm Huyễn Ngân hại tiểu ma nữ, nàng cũng sẽ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, để Sở Phiền đến thông chi bản thân. Hắn hiện tại không tâm tình truy cứu trách nhiệm, chỉ muốn biết rõ tiểu ma nữ đến cùng gặp nguy hiểm gì. Đây là liên quan tới một bí mật lớn hồn tộc, Trầm Huyễn Ngân ngừng lại. Tựa như không nguyện ý nói ra, bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói, người có biết giá trị tồn tại của hồn tộc. Bên trong tu la truyền thừa ghi chép hồn tộc là một chủng tộc đặc thù, linh hồn chi lực thập phần thuần túy, có thể vô hạn trưởng thành. Hơn nữa, hồn tộc không tu nhục thân, chỉ tu linh hồn, bất luận kẻ nào đều có thể đột phá chiến thần cảnh, về phần cái gọi là giá trị, ta không biết. Tiêu Phàm ngẫm lại, trầm ngâm nói. Ngươi không biết rất bình thường, đừng nói là ngươi. Dù là rất nhiều người hồn tộc ta cũng quên sứ mệnh bản thân. Trầm Huyễn Ngân đắng chát cười nói. Lúc này, nàng mới tiếp tục mở miệng, hít sâu một cái, cơ hồ gần từng chữ một, nếu như ta cho ngươi biết, hồn tộc sở dĩ tồn tại là vì phong ấn, ngươi tin không? Phong ấn cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới chiến hồn phong ấn chi môn của tiểu ma nữ, cái này cả hai phải chăng có liên hệ đặc thù gì? Phong ấn một ma đầu, Trầm Huyễn Ngân ngưng tiếng nói, tựa như lâm vào hồi ức, hồi lâu mới nói, cụ thể nên từ vạn năm trước bắt đầu, hồn tộc cũng là từ lúc đó mới xuất hiện. Ngươi cũng nên biết rõ hồn tộc có được lực lượng linh hồn thuần túy nhất thế gian, dùng để phong ấn mà nói sẽ làm ít công to, mà lực lượng linh hồn Thi Vũ đã đạt tới hồn tộc cấp thủy tổ. Thậm chí, bởi vì nàng nắm giữ chiến hồn phong ấn chi môn, nếu nàng hóa thành lực lượng nguồn suối phong ấn, hiệu quả gấp người khác 5 lần trở lên, cho nên hồn tộc trưởng lão đem Thi Vũ lừa gạt vào hồn tộc tổ mộ. Tiêu Phàm cau mày, trầm giọng nói, ý ngươi là hồn tộc các ngươi phong ấn ma đầu ngay tại bên trong hồn tộc tổ mộ. Không sai, mấy trăm năm trước, tộc trưởng hồn tộc cùng các đại trưởng lão rời đi chính là tiến vào trong hồn tộc tổ mộ, đáng tiếc mấy trăm năm cũng chưa từng trở về, vô cùng có khả năng đã táng thân trong tổ mộ. Trầm Huyễn Ngân gật đầu nói. Ánh mắt nàng có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm trách tội nàng. Ma đầu kia là ai? Tiêu Phàm hỏi, hắn cũng không có trách Trầm Huyễn Ngân, hắn biết việc này không có thể trách Trầm Huyễn Ngân, sâu trong nội tâm hắn vẫn là cực kỳ thiện lương. Ta cũng không biết, trừ tộc trưởng, không có người nào rõ ràng. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu. Ta phải như thế nào mới có thể đi đến hồn tộc? Tiêu Phàm cau mày trực tiếp hỏi. Hồn tộc hắn nhất định phải đi một chuyến, vì tiểu ma nữ, hắn căn bản sẽ không do dự. Nhưng mấu chốt là hiện tại hắn còn có một việc khác cực kỳ trọng yếu muốn đi làm, hai việc đều có chút cấp bách. Nhưng mà lúc Tiêu Phàm tiếp xuống nghe được Trầm Huyễn Ngân nói, hắn có loại xúc động thổ huyết. Ta cũng không biết. Trầm Huyễn Ngân đắng chát cười nói, ta chỉ biết phía trên Lưu Ly Thánh Đảo tại Đông Hải, bởi vì có hồn tộc xuất nhập ngọc lệnh. Phía trên Đông Hải là tùy thời có thể truyền tống qua. Nghe thế, thần sắc Tiêu Phàm không khỏi vô cùng ngưng trọng,
hồn tộc thật đúng là thần bí, thậm chí ngay cả người hồn tộc đều không biết mình ở nơi nào. Tiêu Phàm, người nhất định phải mau chóng tiến về Lưu Ly Thánh Đảo, ta nhiều nhất có thể thay Thi Vũ kéo dài 3 tháng thời gian, sau 3 tháng, Thi Vũ nhất định sẽ bị cưỡng ép đưa vào hồn tộc tổ mộ. Trầm Huyễn Ngân còn nói thêm vừa dứt lời, phốc một tiếng, một sợi tàn niệm đột nhiên tiêu tán ra, Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm một chút tin tức, đáng tiếc đã không có cơ hội. Tiểu tử, người có biết Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu hay không? Mặt khác, người rời hồn tộc bao lâu rồi? Tiêu Phàm đành phải nhìn về phía Sở Phiền. Sở Phiền thập phần khó chịu Tiêu Phàm gọi hắn là tiểu tử, bất quá vẫn nói ra, ta cũng không biết, thời điểm đi là Huyễn Ngân tỷ mang ta cùng Thi Vũ tỷ đi. Thời điểm rời đi, Huyễn Ngân tỷ đem ta đưa vào bên trong hư không liệt phùng, ta thật vất vả mới tìm tới chiến hồn đại lục, mặt khác, đại khái tính một cái, ta trở lại chiến hồn đại lục đã hơn nửa năm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hàn khí trên người bạo phát, nói cách khác, Thi Vũ bị đưa vào tổ mộ đã hơn 3 tháng, nếu như Thi Vũ có cái gì ngoài ý muốn, ta không ngại diệt hồn tộc. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, Sở Phiền không khỏi lạnh run, phải biết, hắn cũng là người hồn tộc a, Tiêu Phàm muốn tiêu diệt hồn tộc, chẳng phải là liền hắn cũng muốn tiêu diệt. Vừa vặn ta muốn đi chiến hồn điện một chuyến, có lẽ chiến hồn điện biết rõ hồn tộc ở đâu không chừng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh suy nghĩ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đi chiến hồn điện một chuyến, thứ nhất là đoạt lại trái tim thí thần thú, thứ hai lại là hỏi thăm tin tức hồn tộc. Tâm thần Tiêu Phàm khẽ động, đưa tay vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, 10 người này chính là 10 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong trước đó dẫn đầu xâm nhập Lâu Lan cổ địa. Ánh mắt 10 người nhìn về phía Tiêu Phàm còn có chút sợ hãi, dù sao Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Nơi này là chiến hồn đại lục, đám người thật sâu hít thở không khí, bọn hắn trong không gian bí cảnh Tu La Điện ngốc lâu như vậy đã sớm chán. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn lúc đầu, hy vọng các ngươi cũng tuân thủ hứa hẹn, không đối địch với Tu La Điện. Còn người Tiêu Phàm đảo qua mấy người, hết sức trịnh trọng nói ra. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm lại đột nhiên cười nói, mặt khác, nếu như mọi người nguyện ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm hoan nghênh vô cùng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc đầu, bà lão mở miệng nói, đa tạ Tu La Điện Chủ, chúng ta hay là hy vọng có thể trở lại thần kiếp chi địa, sinh thời có thể vì chiến hồn đại lục tận một phần khí lực. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cái này cũng không có vượt qua hắn dự liệu, những người này cùng chiến thần điện có liên hệ thiên ti vạn lũ, trong thời gian ngắn muốn bọn hắn gia nhập Tu La Điện là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều. 10 người chỉ là cột vào chiến thần điện mà thôi, loại lợi dụng lợi ích này đã giúp chiến thần điện đứng ở thế bất bại. Chân chính minh hữu Tu La Điện không phải tìm từ chiến thần điện, mà là đông đảo cổ tộc. Trong đầu hắn đang tự hỏi, nếu như về sau thực cùng chiến thần điện khai chiến, lại xử lý những người này như thế nào? Hy vọng về sau gặp mặt, chúng ta không phải là địch nhân. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, không cho mấy người phản ứng. Liền mang Tiểu Kim cùng Sở Phiền hướng về chân trời lao đi. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm dừng lại trên một tòa đỉnh núi, ở bên cạnh hắn, trừ Tiểu Kim cùng Sở Phiền lại có thêm mấy đạo bóng người, mấy đạo bóng người theo thứ tự là Tiêu Linh Nhi, Thạch Thánh, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết. Về phần các hung thú khác, Tiêu Phàm vẫn để bọn chúng đợi tại không gian bí cảnh, có Kim Giáp Thiên Long cùng Chọc Thiên Hồng trông coi bọn chúng cũng coi như trung thực. Tiêu Phàm, chúng ta hiện tại đã bước vào huyền vực, phía trước 3 vạn dặm chính là tổng bộ chiến hồn thánh thành chiến hồn điện, nơi đó có thể tiến vào Diệp gia cổ địa, ta cũng chỉ mới đi vào một lần. Diệp Trường Sinh mở miệng nói. Từ khi đi Lâu Lan cổ địa, ánh mắt Diệp Trường Sinh nhìn về phía Tiêu Phàm cũng hoàn toàn thay đổi. Diệp Trường Sinh đã từng là đệ nhất thiên tài vô song thánh thành, nhưng từ khi thua Tiêu Phàm, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù là hắn những ngày qua đã đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ Tiêu Phàm. Diệp Thiên Tuyết một mực trầm mặc không nói, giống như băng sơn vạn năm đều khó mà hòa tan. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Trường Sinh nói, tiếp theo, có thể sẽ ảnh hưởng tới các ngươi, nếu không các ngươi mang theo người vô song thánh thành trước rời đi. Nói đến đây, Tiêu Phàm phất tay, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Tất cả đều kiêng kỵ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm,
Diệp Trường Sinh đột nhiên kêu lên, há miệng muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì. Có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm, tận lực giúp ngươi. Tiêu Phàm quay đầu nghi hoặc nhìn Diệp Trường Sinh, Diệp Trường Sinh cùng tiểu ma nữ cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ, nói đến cùng vẫn là đại cữu tử. Năm đó cùng ân oán giữa Diệp Trường Sinh, Tiêu Phàm từ lâu ném lên 9 tầng mây. Ta muốn gia nhập Tu La Điện. Diệp Trường Sinh lấy dũng khí nói, những người khác kinh ngạc nhìn Diệp Trường Sinh, trên mặt đều là vẻ khó tin. Dù là Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, Diệp Trường Sinh một thân ngông nghênh nhưng chưa phục bất luận kẻ nào, bây giờ lại chủ động gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm cau mày một cái, nói ra, người có biết, gia nhập Tu La Điện chính là làm địch với thế gian. Chiến Thần Điện. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Diệp Trường Sinh liền đánh gãy hắn, nói Chiến Thần Điện bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một ngày nào đó ta sẽ đem nó dẫm ở dưới chân, nếu như chết ở trong tay Chiến Thần Điện, chỉ có thể nói rõ Diệp Trường Sinh ta không bằng người. Các ngươi thì sao? Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Trường Sinh, mà là nhìn về phía những người vô song thánh thành khác. Ta theo ca ca. Diệp Thiên Tuyết tỏ thái độ. Ta cũng đi theo Diệp Sư Huynh. Ta cũng vậy, ta cũng nguyện ý. Tiêu Phàm ngoài ý muốn là những người vô song thánh thành khác vậy mà không có lui về phía sau, bất quá tỷ đệ Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên lại trầm mặc không nói, có lẽ sự tình lần này làm bọn hắn minh bạch hơn rất nhiều. Chiến Thần Điện tất nhiên mạnh, nhưng chính bởi vì quá mạnh cho nên mới không nhìn bọn hắn, để bọn hắn trở thành pháo hôi, coi như gia nhập Chiến Thần Điện cuối cùng khẳng định cũng sẽ không được coi trọng. Đã như vậy, tại sao không tự quyết định tương lai mình? Cho dù đối địch với Chiến Thần Điện có lẽ cũng có thể sống tốt hơn. Tiêu Phàm, tỷ đệ chúng ta chuẩn bị tiến về thần kiếp chi địa. Tô Mạch Huyên đột nhiên mở miệng nói, ép các ngươi bảo trọng, qua một đoạn thời gian, ta cũng có thể sẽ đến đó, thần kiếp chi địa gặp lại. Tiêu Phàm gật đầu, mọi người đều có chí khác nhau, hắn không có khả năng làm khó tỉ muội bọn họ. Bảo trọng. Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên hai người chắp tay một cái, sau đó quay người rời đi. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý, lấy thiên phú hai người, thành tựu tương lai hẳn là sẽ không quá kém, sau đó hắn đột nhiên cười cười nói, hoan nghênh mọi người gia nhập Tu La Điện. Diệp Trường Sinh nghe lệnh, có thuộc hạ, Diệp Trường Sinh không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà đồng ý, hơn nữa đã gọi thẳng tên húy, hắn vội vàng cung kính thi lễ đối với Tiêu Phàm. Cái này là hắn tự mình lựa chọn, căn bản không có không cam tình không nguyện. Tiêu Phàm mới muốn nói cái gì đột nhiên cau mày, mở bàn tay, một khối ngọc phù trong lòng bàn tay lấp lóe, đưa vào một sợi hồn lực, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Khởi bẩm điện chủ, Ngọc Diện vô tình chết, sơ bộ điều tra, giết chết Ngọc Diện vô tình có thể là người Diêm La Phủ. Trong ngọc bội truyền đến thanh âm lãnh tiếu nhận. Những người khác kinh ngạc nhìn ngọc bội, trợn to hai mắt. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây là âm dương tử mẫu ngọc, Tiêu Linh Nhi hoảng sợ nói. Tiêu Phàm không có trả lời Tiêu Linh Nhi, ngược lại sắc mặt vô cùng âm trầm, hướng về phía ngọc bội nói ra, tìm tới tàn nghiệt Diêm La Phủ, nếu còn không diệt sạch sẽ, vậy liền để nó hủy diệt thêm một lần. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, những năm này hắn một mực nhớ thù túy ông, chỉ là căn bản bận quá không có thời gian đến mà thôi, mặt khác. Trước đó Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ phủ chủ Diêm La Phủ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đã có tư cách báo thù, chỉ là hắn không nghĩ tới là bản thân không đi tìm bọn hắn lại còn dám tìm bản thân gây phiền phức. Vâng, điện chủ, kế hoạch kia còn tiếp tục thực hành chứ? Rất nhanh lại truyền tới thanh âm lãnh thiếu nhận. Tiếp tục, Tiêu Phàm gật đầu, kế hoạch sau 3 tháng, vô luận hắn là không có thể tìm tới Lưu Ly Thánh Đảo, hắn đều sẽ không trì hoãn. Thực lực Tu La Điện nhất định phải đạt được tăng lên, lưu cho bọn hắn thời gian không phải rất nhiều, chí ít, Chiến Thần Điện sẽ không cho bọn hắn đủ thời gian. Diệp Trường Sinh nghe lệnh, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang mang, lệnh ngươi làm đệ bát Diêm La Tu La Điện, liền có thể chạy tới Bắc Vực tiếp quản đệ bát Diêm La Điện, mặt khác, lãnh thiếu nhận sẽ phối hợp với ngươi. Đệ bát Diêm La, đám người nghi hoặc không hiểu. Bất quá Diệp Thiên Tuyết lại kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt vạn năm không thay đổi rốt cục có một tia xúc động. Diệp Trường Sinh cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn như thế nào không biết đệ bát Diêm La đại biểu gì đây, hít sâu một cái, cung kính nói, tuân lệnh.
Tiêu Phàm lấy ra một mai hồn giới ném cho Diệp Trường Sinh, nói, trong này là tài nguyên cho đệ bát Diêm La Điện, trước sớm cho ngươi, mặt khác, bên trong có 100 khối truyền âm ngọc phù, ngươi tự xử lý. Vâng, điện chủ, Diệp Trường Sinh quét hồn giới một cái, trong lòng nổi lên gợn sóng rất lớn, cực phẩm hồn thạch bên trong vậy mà nhiều đến hàng trăm triệu, cái này chính là đại thủ bút A. Dù là Diệp Trường Sinh cũng coi là gặp quá lớn việc đời, nhưng nhìn đến tài nguyên tu luyện bên trong hồn giới cũng bị dọa kêu to một tiếng. Phất tay, một con kiến huyết sắc xuất hiện ở cạnh Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Diệp Trường Sinh, đây là đồng bạn ngươi, nếu có đối thủ không thể xử lý có thể cho nó xuất thủ. Được, cảm nhận được khí thức hung lệ trên người thị huyết thiên nghĩ, Diệp Trường Sinh cũng bị dọa kêu to một tiếng, những người khác trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thị huyết, bảo vệ tốt bọn hắn. Tiêu Phàm lại nhìn thị huyết thiên nghĩ một cái. Vâng, thiếu chủ. Thị huyết thiên nghĩ hoàn toàn không dám phản kháng mệnh lệnh Tiêu Phàm. Trước đó Tiêu Phàm mở ra tu la thần nhãn tạo thành cảnh tượng hủy diệt, tất cả đều để những hung thú này tận mắt nhìn đến. Đây cũng là một loại thủ đoạn Tiêu Phàm trấn nhiếp bọn chúng, hơn nữa Tiêu Phàm lưu lại trên người bọn chúng ấn ký không thể xóa nhòa, nếu như bọn chúng muốn tạo phản, Tiêu Phàm có thể diệt sát bọn chúng. Đi thôi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Diệp Trường Sinh rời đi, hắn biết những hung thú này mới là thứ tu la điện ỷ vào lớn nhất, chỉ cần lợi dụng được, tất nhiên có thể tăng tốc phát triển tu la điện. Diệp Trường Sinh mang theo người vô song thánh thành rời khỏi, phía trên đỉnh núi chỉ còn lại Tiêu Phàm, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh, ánh mắt đám người tề tụ trên người Tiêu Phàm. Ca, truyền âm ngọc phù còn không? Tiêu Linh Nhi cười ha hả nhìn Tiêu Phàm. Con mắt tặc lưu chuyển động. Yên tâm, còn không ít. Tiêu Phàm lấy ra 4 khối truyền âm ngọc phù, đưa vào một sợi hồn lực cho Tiêu Linh Nhi 4 cái, sau đó nhìn chăm chú chân trời nói, chiến hồn điện, ta tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.